vợ chồng sống với nhau mà còn đổ lỗi cho nhau nữa chứ. À, nếu mà nói là tình thương mặn nồng và hiểu nhau, làm gì có chuyện đổ lỗi cho nhau. Nếu con người nói rằng là có đạo nghĩa, làm gì đổ lỗi cho nhau quý vị. Làm có cái gì mà cái người có đạo nghĩa mà đi đổ lỗi. Người ta có đạo nghĩa là người ta dám đứng ra, người ta nhận lỗi luôn chứ đừng có nói mà người ta đi đổ lỗi cho bạn bè hoặc là vợ hoặc chồng. Không có cái chuyện này xảy ra đâu quý vị à. Đó. Nên chúng ta bây giờ học Phật là phải học biết nhận lỗi. Ví dụ như trong gia đình này bây giờ ai có không chịu cái lỗi này chứ, nói thôi lỗi này tôi đi. Tại vì sao? Vì tôi có lỗi nên nhà này nó mới vậy. Nếu mà có một người nhận lỗi thì là xong việc rồi. Con người vì cái ngã mà đâu chịu nhận lỗi đâu quý vị. Đúng không? Hai vợ chồng chửi lộn với nhau, ông có lỗi, bà có lỗi. Tôi nói ông có lỗi, tôi nói bà có lỗi đó. Tại ông á, tại bà. Cứ là tại ông, tại bà chút tức lên bóp bóp bóp. Đúng không? Còn nếu như mà ông là đàn ông, hồi được rồi, tôi có lỗi đó. Tôi là đàn ông mà không có trách nhiệm, không biết dạy gia đình nghiêm túc. Tôi là đàn ông có lỗi. Người xưa nói người đàn ông cũng như là cây cột cái trong gia đình. Trong gia đình lộn xộn, lu bu là do chính mình là người đàn ông. Mình là người đàn ông nhận lỗi đi. Chứ đừng có nói bà có lỗi á. Thấy không? Tâm đàn bà là nhỏ nhen đàn ông nên mình nói người ta có lỗi người ta không chịu đâu. Mình là đàn ông gánh vác đi. À được rồi tôi có lỗi. Vậy là sống chuyện ấy. Mà cái tâm nhận lỗi đó đó quý vị, nó đánh vào tâm can người ta mạnh lắm. À. Mà mình là người học Phật mà mình hiểu nhân quả, mình đi đổ lỗi cho người khác, vậy là sai lầm. Sai lầm là mình. Công đoạn này hay vô cùng. Học nhận lỗi. Học đi. Học nhận lỗi là học cái gì? Là học hạ mình. Hiểu không? Học nhận lỗi là học biết hạ mình đó. Nhớ đó. Nên thí dụ như mình có một cái tâm xây dựng, nhưng không bao giờ nói tên tuổi nghe. Có tâm xây dựng, nhưng mà dù cho người ta có đâm thẳng vào tên tuổi mình, tức khắc ngừng không nói nữa, là tức khắc diệt im liền. Đây là những đức kinh nghiệm rõ ràng. Có một lần những đức cũng bị đâm thẳng ngay tên mà trước công chúng, mà một người nổi tiếng vô cùng luôn, những đức im ru một cái là xong chuyện. Không? Chứ nếu mà những đức chơi cái cách mà trên mạng cái chọt tới chọt lui kiểu này, những đức thấy nó hàng. Tại vì sao? Vì cái tính của mình, người mình cần chơi gì chơi thẳng ngay mặt, chứ làm gì mà bỏ lên mạng mà chơi tới chơi lui chi. Nên những đức thấy im là xong chuyện. Không? Xong chuyện, không có việc gì xảy ra nữa cả. Mà ngộ thay là nó chỉ cần mà qua một lần gì là nó tạo cho mình một cái góc độ để học tập liền. Nên những đức nói học Phật muốn tiêu nghiệp là gì? Là tập nhận lỗi. Tập nhận lỗi. Câu thứ hai là học nhu hòa. Răng người ta rất cứng, lưỡi người ta rất mềm, đi hết cuộc đời răng người ta lại rụng hết, nhưng lưỡi thì vẫn còn nguyên. Cho nên cần phải học mềm mỏng, nhu hòa thì đời con người ta mới có thể tồn tại lâu dài được. Giữ tâm nhu hòa là một tiến bộ lớn. Hay không? Những đức mà đọc những đoạn văn thì cho quý vị nghe là những đoạn văn này phải đặc sắc lắm, phải rất xác thực và rất hay. Mà cái chữ nhu hòa này, người đàn bà trong gia đình là một cái thế mạnh. Các cô phải nhớ rằng các cô là một cái thế mạnh nhất là nhu hòa. Các cô có thể giải quyết rất nhiều vấn đề là do chính các cô nhu hòa. Chứ không phải người đàn bà đông đổng đâu. Mấy người đàn bà mà nó đụng chuyện cái la quái quải như con gà mắc đẻ đâu. Nó không giải quyết được vấn đề mà nó còn gây thêm phiền phức. Còn khi bị quýnh nữa chứ. Đúng không? Có khi mà gọi là quái quải chồng đàn ông thì nó tức lên. Tức lên xong nó bắt đầu nó đập đồ đạc. Bắt đầu lúc đó la lối sùm lên bà con chồng sớm mới lỡ coi nè. Chồng tôi nó đập đồ đập đạc nè. Nó chửi tôi như vậy nè. Bà ơi bà con làng sớm mới lỡ đây coi. La quái quải lên nó tức lên. Cái đầu nó chỉ cần khiều vô mặt nhà có một cái thôi. Vậy mà bắt đầu nhảy đông đổng lên. Mày quýnh thêm cái nữa đi mày ngon. Nè cái mặt tao này mày quýnh ngay chỗ này nè.
Mày ngon mày giọng thêm một cái nữa đi. À, quýnh một cái chưa muốn, nó quýnh mấy cái tiếp tục bắt đầu là nằm dậy tiếp tục, nó đá thêm vài đá nữa. Thấy chưa? Nên cái thế người đàn bà là gì? Là học nhu hòa. Bây giờ mình đi học Phật là học nhu hòa. Cái tính tình ngày xưa đông đổng đó, quát quát đó đó, nó không có kết quả rồi, bây giờ đổi lại đi, sửa lại. Học Phật là học sửa lỗi mà. Phàm phu ai mà không lỗi? Chúng ta học Phật là học sửa lỗi. Phật Pháp là gì? Phật Pháp cho chúng ta để sửa lỗi. Bây giờ mình không chịu nhìn nhận vào cái góc độ gì chính mình thì mình không sửa lỗi. Không chịu sửa. Nên mấy cô nghe chỗ này trò chồng nó cũng mê nữa. Nó cũng thích nghe. Ông thầy cũng giảng được á. Thầy cũng giảng được á. Ông thầy cũng giảng chỗ này được. Bà nghe chưa? Nghe chưa? Thầy giảng đó nghe. Nhu hòa đi nghe. Quay quải tới nghe. Tôi mà thì kêu mà mùi rượu chè thì cứ bài cứ đi dở mà. Nó làm mồi màng, làm mồi màng đi. Nói dòng do gì. Nhu hòa nghe chưa? Thầy dạy đó. Mấy ổng nghe, ổng chưa đến đây mà ổng nghe chỗ này là ổng nói thầy dạy đó, nghe thấy nghe chưa. Lúc đó mấy bà đó nghe tức rồi đó, thấy không? Nghĩa là mình phải học thật đi. Mấy vị nghe cái công đoạn mà răng người ta rất cứng, lưỡi người ta rất mềm, đi suốt cuộc đời con người thì quý vị đúng là xác thực không? Rõ ràng đi suốt cuộc đời con người phần nhiều là răng rụng trước, có ai mà lưỡi rụng trước không? Cái lưỡi mà rụng trước thì chỉ còn có một cái là chúng ta bỏ mạng thôi. Bây giờ quý vị cầm kìm mới bẻ những đứt từng cái răng, mới bẻ hết răng vẫn không chết. Không chết. Nhưng mà quý vị chỉ cần cắt lưỡi như thế, chết liền không nói, chỉ cắt lưỡi là chết. Đúng không? Đó, rõ ràng nhu hòa nó có thể tồn tại lâu dài. Nhu hòa nhẫn nại, hiểu biết phương hướng rõ ràng. Thấy không? Nên từ nào đó nó tồn tại là người nhu hòa. Trong cái nhu nó có cương giống á. Cương đúng nơi đúng chỗ, và nó biết nhu đúng nơi đúng chỗ. Còn nếu lúc nào mình cũng là nhu thì người nó trở thành hàng, nó không hiểu biết là nó cũng không làm được việc nữa quý vị. Nên cái người đàn ông nó những lúc mình phải nhu, có những lúc mình phải cương, có nghĩa là con người mình nó phải nắm rõ được sự việc của nó thì con người mình nó thành công ghê lắm. Nên Phật Pháp là trí tuệ mà quý vị. Nhưng mà người phụ nữ đặc biệt cái thế mạnh quý vị nhất là nhu hòa, nó tồn tại quý vị đặc biệt. Người đàn bà mà khôn khéo là nhu hòa, chọi người đàn ông nó sợ lắm, nắm đầu nắm cổ nó cũng được nữa, chỉ cần nhu hòa thôi là nắm cổ nó được liền, không nói chứ nghe. Nó làm bao nhiêu tiền nó đem nó đưa hết. Chọi đàn ông nó có một cái thế mà gọi là yếu, là chỉ cần nhu là đánh cương, không nói chứ nghe. Còn quý vị mà dùng cương là cương cục, đụng cương là nó quất quý vị te tua. Chứ không giỡn đâu, tại vì nó là đàn ông mà cái tâm nó nóng hơn mình. Mình đàn bà mà quát quát là chắc chắn là mình thua thiệt. Mà không có ai khen người đàn bà mà hơn chồng. Ví dụ như đàn ông mà ăn hiếp vợ người ta còn thông cảm, chứ người đàn bà mà ăn hiếp chồng là người ta không chấp nhận quý vị. Có nghĩa là cái này rất rõ ràng. Có ai mà khen người đàn bà mà qua mặt chồng không? Hoặc nắm đầu chồng, hoặc làm chủ gia đình không? Không. Người ta rất khen gia đình mà đàn ông cầm quyền. Đàn ông mà gọi là cứng cỏi cầm quyền gia đình thì người ta khen. Nhưng mà người đàn bà mà cầm quyền gia đình thì người ta lại không khen. Mà từ xưa đến nay mà nếu gia đình nào mà đàn bà cầm quyền thì gia đình này dù có thành công cũng không thành công cao. Nhưng người đàn bà là trợ lý cho chồng thì thành công. Người đàn ông có góc độ người đàn bà là người trợ lý, là giúp đỡ. Ở phía sau là biết vuốt ve những cái sự mà chồng nóng nảy. Khi chồng tức tối vì chuyện gia đình hay chuyện anh em, vợ phía sau là người phân tách nhỏ nhẹ cho chồng nghe. Nên người đàn ông thành công bên cạnh có người đàn bà hiểu biết. Nếu bên cạnh là một người đàn bà hẹp hòi ích kỷ, tính tình độc như rắn như vậy thì cái hại này cũng rất lớn. Vì sao? Vì nếu họ nhỏ nhẹ, nhu hòa mà họ lại đưa ra những cái kế sách để hại người, hoặc châm chích cha mẹ bên chồng, hoặc là châm chích anh em đấu đá, thì cái hại này cũng rất lớn. Vì sao? Vì cái nhu hòa của nó làm cho người đàn ông phải nghe theo. Mà người đàn ông khi nghe theo mà người đàn bà nó không có đạo đức thì tức khắc người đàn ông nó sẽ đi làm bậy. Và cái hại sát thân, cái quả sát thân là ngay chỗ nào? Là chính mình hại chồng mình. Hại chồng mình. Giống như dưới quê có một người này lúc trước những đức biết, bà cự lộn với bên chồng bà. Cái bà cự không lỡ người ta, bà chạy gì bà kêu ông ơi,
Bên ông chửi tôi, nó quýnh tôi quá trời luôn nè. Ông chồng ông chớp sáng chạy là quýnh lộn với người ta, người ta đè xuống, người ta quýnh ông te tôi, chứ bà chạy về nhà bà chung. Xong bắt đầu là chồng nó gì, nó nói trời ơi con vợ tao nè, con vợ tao nó khôn dễ sợ luôn, nó chọc tức tao rồi người ta đánh tao te tôi, chứ rồi nó chạy đi trốn trời trời, quýnh tao gãy cái răng rồi nè. Thấy chưa, mình là người đàn bà mà khôn khéo là nó không có làm cho tổn hại gia đình bên chồng mình đâu. Còn người đàn bà không khôn khéo, nó có khi nó làm cho chồng mình bị người ta giết, nó chọc tức, hoặc là như thế nào mình đi ra đường hay là ai gì đó, tự nhiên gọi là nhìn mình chọc ghẹo mình gì cái gì nói nguyên văn cho chồng nghe. Ông cái thằng ba xếp trên á, tôi đi ngang tự nhiên nó chọc ghẹo tôi, không nhìn tôi lơm lơm vậy, rồi tự nhiên nó nắm tay tôi, chồng mình nó ghen lên, nó tức nó lợn, nó quýnh lộn, nó đâm chém lên, nó vô tù ngồi. Đó là đàn bà không khéo léo, không biết gọi là dùng những lời mà để hòa giải, mà làm cho người ta cấu xé lẫn nhau để hại chồng đi tù tội. Có nhiều lắm đó quý vị, có rất nhiều người đàn bà không khéo léo mà làm cho gia đình tan nát đó quý vị. Nên người xưa người ta nói dạy đàn bà là một việc rất quan trọng. Vì sao? Trời ơi, Ấn Tổ ngày nói một câu, người đàn bà nắm xã hội đất nước hơn phân nửa. Người đàn bà trong tay của người đàn bà lớn vậy đó. Vì sao? Vì trong gia đình này dạy con ngoan hay không là do người đàn bà. Tại vì sao quý vị? Mang bầu thì đẻ. Cái câu chập chững nói là do chính quý vị là người đàn bà dạy đầu tiên, nên cái hành động của mẹ ảnh hưởng con nhiều. Nên ngày xưa mà có thánh nhân ra đời là vì có mẹ hiền đó. Còn bây giờ mà toàn là phần nhiều hư hỏng là do là mẹ không có nghe đạo, mẹ độc ác, tâm lượng hẹp hòi, nên sanh ra rắn thì sanh rắn chứ làm sao, rồng thì sanh rồng chứ làm gì chuyện rắn mà sanh rồng quý vị, thấy không? Nên xã hội bây giờ là không có người bà đàn bà mẹ hiền, từ nơi đó mà không có con thảo đó. Cái này là phải xác thực đi, nó tự soi lại mình đi nhé. Nên cái này là cái vô cùng quan trọng nha quý vị. Cần nhu thì phải nhu đi thành công. Câu thứ ba, học nhẫn nhục. Thế gian này nếu nhẫn được một chút thì sóng yên biển lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Nhẫn chính là biết xử sự, biết hóa giải, dùng trí tuệ và năng lực làm cho chuyện lớn hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không. Quý vị coi thấy chòm sớm mình có khi nghe cái chuyện con nít thôi mà lôi gia đình lộn xộn ra. Mấy đứa con nít nó chơi chung gì mà nó khiều móc nhau một chút xíu vậy mà quay quải la lên, trời ơi nó quýnh cháu tôi nè, nó quýnh cháu tôi nè. Nó rồi ông chồng bà chớp ra sáng về, cái gì chạy qua chửi người ta, bắt đầu hai gia đình chòm sớm rắc rối lu bu. Rồi có khi một miếng đất chút xíu thôi mà lắng ganh chút thôi, người ta đi đâu cái là ở nhà nhổ cái trụ, bắt đầu là giờ cái trụ một cái bắt đầu là lắng ganh chút xíu đất. Đúng là cái tâm gì đâu mà nó hẹp hòi, nó đến cái mức mà không tưởng tượng được đó quý vị. Con người đúng là bởi vì không nghe lời Phật dạy, mỗi ngày gieo cái nhân nghèo mạt riệp. Cái nhân keo kiệt là cái nhân nghèo mạt riệp chứ gì quý vị. Nhân keo kiệt, thấy không? Trời ơi, một miếng đất mà cũng lắng ranh nữa. Hồi xưa mà dưới quê làm ruộng mà cho nó dám dờ đường bờ quý vị. Đường bờ mà nó nắng đường bờ lại á. Cái đường bờ gì mà nó đào cái đường bờ, bắt đầu là nó lấp qua cái nó đẩy cái đường bờ xích qua bên. Vậy có một chút xíu đất gì mà cũng lắng nữa đó. Quý vị coi á. Nên từ nơi đó mà có khi gà người ta chạy qua nhà mình vô bắt nhốt bằng thịt ăn chơi. Con người mà nó kinh khủng như vậy đó quý vị à. Không học Phật rồi trời ơi, cái việc nhỏ nó không đáng gì hết trơn, mà con người chúng ta nó cũng tham. Nên cái chữ nhẫn này là nhẫn nhiều thứ lắm á. Nhẫn tiền bạc, nhẫn sắc đẹp, nhẫn danh tiếng, nhẫn sân hận, nhẫn si mê, nhẫn nóng nảy, nhẫn ăn, nhẫn ngủ. Nó có thể áp dụng trong tất cả cái cuộc sống chúng ta, đúng nơi đúng chỗ. Vậy thì quý vị vô cùng là thành công.
Nên quý vị coi, chúng ta muốn nhảy qua một cái bờ cao đều là phải lùi lại mới bước nhảy qua, đúng không? Có ai mà tự nhiên đứng gì nhảy qua, nhảy rớt cái chùm. Nên chúng ta phải lùi lại lấy thế rồi nó mới nhảy qua, đúng không? Muốn thành công việc gì cũng phải lùi lại rồi mới nhảy qua, nó đều là như vậy hết trơn á. Nên chúng ta mà không có tâm nhẫn thì khó thành công quý vị. Bây giờ cái việc đơn giản là nuôi các cụ già này mà không nhẫn thì sao nuôi trẻ? Nhưng mà nhẫn được rồi mới tập mình nhu hòa. Nó kiên nhẫn rồi lúc đó nó mới nhu hòa lại, nó bình định cái tâm lại. Tu sức định là ngay cái động, ngay cái động mà tu được cái định. Thí dụ như chồng nó chửi hoài, mà khi mình biết tu rồi mà mình nhẫn được cái lời chửi đó, bắt đầu nó đi vào định liền. Nghĩa là chửi mình mà mình không bị tác động, mình không bị phiền não là định đó. Nếu mà không có thằng chồng chửi thì sao tu định được? Không lẽ mình kêu chồng chửi? Không phải, chồng không chửi thì không dính mắc về tình cảm, không dính mắc gì con người là tu định. Còn nếu chồng chửi, chồng chửi mà nhẫn được là tu định. Từ câu Phật hiệu này, A là Vô Di Đà là Lượng Phật là giác, nó cũng xuyên vào chỗ là giác ngộ. Nên hiểu cái tiếng chửi kia là gì, nó không lành mạnh, nên mình không nên chửi lại. Vì cái tiếng chửi của thằng chồng hay là con vợ nó chửi mình, hoặc là anh em chồm sớm nó chửi mình, một cái danh từ nó không đẹp làm cho mình nhức lỗ tai, vì thì chúng ta đừng nên dùng những danh từ đó để tiếp tục trả lại. Nếu trả lại thì hai bên đều dính hết. Nên chúng ta hiểu được nên nhẫn được. Nhẫn được thì tức khắc từ cái nhẫn mà tu được sức định. Chơi với bạn bè cũng vậy nè. Bạn bè nhiều là ngay cái chỗ là chúng ta là người nhu hòa và nhẫn nại. Có góc độ là tức khắc bạn bè nhiều. Mà con người như vậy nó mới thành công trong cuộc đời rất là lớn quý vị. Thành công trong cuộc đời rất là lớn. Đó. Nên con người mà có góc độ sâu thật sự mà nói, cái tham, tào lao bất xế tham làm cái gì? Chúng ta chỉ cần chân thật nhiệt tình thôi, là tức khắc con người mình nó có cái tương lai cuộc đời rất là lớn. Nên những đức trong lớp đạo làm con từng nào cũng dạy các cháu nói thật và nhiệt tình. Vì những đức đã thấy cái thành công từ nói thật và nhiệt tình này mà ra. Người ta tiếp nhận mình để mình có cơ hội thành công từ cái thật và nhiệt tình này mà ra quý vị. Con người mà không thật không nhiệt tình khó thể nào có được cơ hội thành công lắm. Khó ai chịu tiếp nhận mình lắm quý vị. Phải nhớ đó. Nên từ nơi đó mà chúng ta phải tập mình như vậy đó. Mình là người tu hành giải thoát, cái nhẫn và cái nhịn nó còn cao hơn. Đây là cái giúp mình cái tâm mình nó thoải mái an lạc trong cái cuộc đời này. Thật sự mà nói thì con người có thể học được cái những câu này thì tức khắc con người bị nó bình yên vô sự. Cái sự hơn thua nó làm cho mình không có bình yên đâu, nó làm mình bất an lắm quý vị. Dù mình có hơn người ta mình cũng thấy bất an lắm. Mình chỉ cần làm sao đúng cương vị mình làm nhiệt tình thôi, mình đừng có đụng chạm gì với ai thì mình thấy thoải mái lắm. Cũng như những đức mỗi ngày những đức sống thấy thoải mái vô cùng luôn. Mỗi lần lâu lâu mà nó chỉ cần suy nghĩ cái chuyện xa vời là thấy bất an liền. Thí dụ như lâu lâu nó nghĩ bây giờ đạo tràng mấy trăm người hai bên thiệt đông, mà bây giờ hòa thượng này lớn tuổi rồi sao ngài không giao cái gì rõ ràng đi, lỡ mai mốt ngày trăm tuổi già bất tử rồi sao trời. Lâu lâu nghĩ vậy cái là tự nhiên bất an liền, tức khắc cái tâm nó quay lại nó nói mày khùng gì mày nghĩ cái cơ. Mỗi ngày mày bình an thì mày cứ sống bình an đi, duyên ngày nào mày làm được tốt thì mày cứ làm đi. Phật đã dạy mà hãy sống của ngày hôm nay, mày đi nghĩ cái chuyện xa vời chi để mày làm bất an kia. Được rồi nghĩ mày cái buông ra liền đó, thấy không? Trong cái mê nó có cái giác liền. Còn nếu mà nó không giác, bắt đầu là nó theo cái nghĩ đó, nó lao theo cái nghĩ, nó lao theo cái nghĩ, bắt đầu nó tìm cách gì, cách này cách kia để mà dự trữ tư tưởng làm sao lỡ cái chuyện gì sau này mình còn có chỗ đứng. Tức khắc nó làm cho mình bất an liền. Tại sao những ngày hôm nay mình không sống cho tốt đi, mỗi ngày mình vui đi, còn ngày mai ngày mốt sau này cái chuyện của sau này có duyên rồi có phước nó mới kết hợp được. Như hồi nãy những đứa gặp một ông huynh đệ, ông nói có một nơi ông hướng dẫn đã tu cũng mấy năm nay mà bảng hiệu thì chưa có. Nhân đức hỏi vậy thầy có hướng dẫn đã tu được không? Dạ được. Có cái là cái chỗ ở không được làm bảng hiệu. Nhân đức nói bảng hiệu chi mất công, có bảng hiệu chi, chỉ cần hướng dẫn đã tu được rồi. Cái tịnh thất hay cái chùa hay là cái nhà gì cũng được, miễn nó là cái nơi mà hướng dẫn đã tu được là được rồi. Bảng hiệu chi, có bảng hiệu không có bảng hiệu đó là duyên. Nếu chúng ta có duyên là duyên đến nơi đó, chúng sanh có phước thì chúng ta có thể có duyên, chúng ta làm điều tốt cho chúng sanh lợi ích là phước và duyên kết hợp thì chúng ta làm được. Nếu như chúng ta có duyên đến đó mà chúng ta không có thể làm được giúp cho chúng sanh là chúng sanh ở nơi đó không có phước,
Vì thôi chúng ta đừng có chấp nhất nặng nề làm chi. Nặng nề làm gì? Còn có bản hiệu làm gì? Khỏi. Không có đặt vấn đề quan trọng. Cái quan trọng là nó âm đức, cái quan trọng là nó tốt đẹp, tức khắc nó tồn tại lâu dài. Nên những đức mà chia sẻ những điều này, quý vị nhớ nè, con người chúng ta là ưa bị dọa mình lắm. Nó dọa mình đó, cái tâm mình nó dọa mình, chứ đừng có nói cái đâu cảnh ngoài gì, cái tâm mình nó dọa mình á. Thí dụ như ở nơi nào đó một số người không tu, họ mỗi ngày họ làm ác, vậy mà có dịch bệnh hay có cái gì bắt đầu nó đồn lên, nó đồn nó nào là cái này cái kia, bây giờ gì chuẩn bị cơm gạo, chuẩn bị mì gói đồ này kia đồ, để mà mai mốt lỡ có chuyện gì có ăn. Những đức nói có chuyện gì rồi mày bỏ mạng mày chứ có ăn. Ví dụ như nước nó dâng lên, mày lên lấy gì mày nấu mày ăn. Đó là cho nó nghĩ cái khơ khơ để nó lo sợ. Nhưng mà cái gốc là tạo tội để sanh ra những cái quả báo mà đến với mình không phải thì nó không chịu sửa đâu. Vậy mà nó cứ lo cái chuyện ngoại cảnh đó mà. Quý vị biết rằng bây giờ phần nhiều con người ta là gì không? Nước đến chân rồi muốn ngăn chặn nước. Trời ơi, nước mà dâng mà nói mà ngăn. Làm gì mà con người mà ngăn được nước, quý vị coi. Nước nó mềm mà nước có thể phá thành lũy đấy vị à. Nên cái nhu hòa và nhẫn nhục này như nước, hoặc ví dụ như nước, nước quý vị thấy mềm dẻo vô cùng, quý vị lấy dao đi chặt nước, chặt, nhưng mà vẫn liền lại bình thường, nhu vô cùng, nhuyễn vô cùng luôn. Vậy đó mà nước có thể rửa nhà vệ sinh, nước có thể cho chúng ta uống. Nước có thể đập nát nhà cửa, nước có thể làm cho con người ta chết, và nước cũng có thể làm cho người ta sống. Nước có thể dâng tràn ngập cả thành lũy, đập nát cả đê điều, mà nước cũng có thể tưới cả ruộng đồng được xanh tươi. Đi coi, đơn giản vậy thôi mà không đơn giản đó. Nên từ nơi đó cái nhu hòa và cái nhẫn nhục này là một cái pháp tu đặc biệt mà mỗi người tu mà không áp dụng cái này là quý vị không bao giờ thành tựu đâu. Nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngài có nói một câu: nếu lấy tâm sân hận mà mỗi ngày niệm Phật như vậy chỉ kết duyên với Phật A Di Đà chứ làm sao được giải thoát. Con người nhu hòa và nhẫn nhục là có thể lấy tâm dịu để niệm Phật thì mới thành công. Lấy tâm tha thứ để niệm Phật mới thành công. Lấy tâm khoan dung niệm Phật mới thành công. Đó. Nên phải tập nhẫn nhục. Nhục mà còn nhẫn được thì việc gì mà không nhẫn được. Một đời này ngắn ngủi lắm quý vị, mấy chục năm mà. Sống trong cái cuộc đời này quý vị coi kiếp nạn. Bữa nay nghe dịch bệnh, ngày mốt nghe bão lũ. Bữa nay nghe gió bão sụp đất, chiến tranh đủ chuyện. Quý vị thấy sống trong cái cõi đời nhiều kiếp nạn này không? Chúng ta mấy chục năm mà đi qua, tiền của giàu sang phú quý quý vị cầm theo cái gì được? Chúng ta đặt vấn đề gì nặng nề cuộc đời này? Tại sao không sống những chuỗi ngày bình an cuộc đời mình để niệm Phật đi quý vị? Không cần phải nặng nề lo âu gì cho nó mệt. Đây là chính những đức thấy 600-700 người mỗi ngày đây mà những đức nói có bận tâm cái gì đâu quý vị. Không có bận tâm, đây là thật sự. Nếu bận tâm những đức mới lên chia sẻ chuyện gì đâu. Đó. Nên những người mà về đây mà nghe những đức nói chuyện, chắc chắn cái tâm quý vị nó sẽ nhẹ vô cùng. Không có đói chết đâu, đừng có sợ. Đến lúc chết là chết, là nó no nó cũng chết nữa. Quý vị coi có những người no chết không? Ăn no chết á? Có không? Có. Ăn no quá tức không chết. Trời ơi, đói nó cũng chết mà no nó cũng chết, tại thọ mạng nó đến lúc chết là nó chết à. Chứ đừng có nói no đói gì. Có khi có những người uống nước mà uống hớp mà hớp nhanh quá tự nhiên nó tức nước á. Chân trắng chết queo à, kỳ cục ghê. Khát nước cũng chết mà no nước cũng chết nữa. Cái số mạng nó đã đến lúc chết là nó chết rồi quý vị à. Đừng nên bận tâm nặng nề chứ. Con người khi số mệnh nó chưa đến, nằm vậy nó không ăn uống gì mà nó cũng không chết nữa. Nên những đức nói vị đến đây tu hành, vị vô trong cái phòng hộ niệm á, hoặc đi vòng vòng thăm cái cụ già á, phòng hộ niệm á, coi đi mấy bà cụ nằm trong á, vị vô trong nhìn đi, nó không ăn uống gì bao nhiêu, cái nằm vậy hoài vậy đó. Như bà cụ 10 á, vị vô hỏi bà cụ khỏe, bà cụ khỏe khỏe, da nó bọc vô xương, còn xương không mà. Cái gương mặt nó thôi, nó lòi xương ra. Lòi xương ra, mắt nó sâu quấy vô. Cái tay bị cầm cái tay, bà coi, nhìn cái tay. Toàn bộ là xương mà da nó bọc vô xương không, bà đâu ăn uống gì đâu. Bà cứ nằm hoài vậy, bà cứ cười suốt vậy, bà cười vui vẻ, vì hỏi bà khỏe không? Khỏe, khỏe.
Bà có định đi chơi ở đâu mà cụ? Định đi chơi chứ. Thì coi thấy chưa? Nó vô thăm đi rồi nhìn rồi thấy. Trời ơi. Nó, từ nơi đó mà nuôi người già là đúng là một cái góc độ sâu sắc để mà nhìn nhận cuộc đời vô thường. Không có tồn tại gì đâu quý vị ơi. Giàu sang phú quý chạy theo nó. Trời ơi. Chúng ta thật sự mà nói đúng là kẻ ngốc. Kẻ ngốc vô cùng. Cả người cạo đầu này đi chăng nữa nó cũng trở thành kẻ ngốc trong cái tiền bạc. Càng suy nghĩ càng nói trời ơi mày ngốc dữ với cái thằng đầu chọc. Có chứ mày ngày ngoài đời ngày xưa mà mày chưa biết tu thì mày còn chạy theo vật chất đó. Còn bây giờ mày biết tu rồi cái thứ đó mà mày nặng chỉ cho nó mệt thằng đầu chọc. Những đứa nói những đứa có nghe. Ôi nói những câu này nó hừng hực cái tâm mình nó trời sao mình ngu dữ cái trời. Có người chỉ cần có cơm ăn áo bạn mỗi ngày hoài mà cuối năm nó vẫn là như vậy. Vậy là được rồi, nó dư tiền chứ gì trời. Quý vị nghĩ đi, có tiền mất công sợ người ta lấy. Không có tiền thì đâu có ai móc túi được. Quý vị ngồi ở đây không có đồng bạc nào chứ ai móc túi được. Thí dụ như bây giờ thuê xe đi, trả tiền xe xong hết trơn đi. Muốn từng này đi vô chùa cúng 50 ngàn, 120 ngàn, triệu, 2 triệu gì đó. Đến chùa cái lễ Phật ba lại, bỏ thùng tam bảo xong, trong túi không còn cắt nữa hết. Điện thoại để ở nhà luôn, gì có một buổi tu nên để điện thoại ở nhà luôn. Cái gì cũng để ở nhà, chỉ có cái bản thân này, không lẽ ai lấy cái thân này được. Cái thân này ai lấy là mình cho người ta mới lấy á. Còn mình không cho ai giác được, đúng không? Vì thì phải re đi vô tu, ngồi ngon lành, ngủ nghiêng, ngủ ngã, gì cũng ngủ được, gì đâu có sợ móc túi. Còn tiền trong túi thì sợ bị người ta móc. Thấy chưa? Nên những đức đã nhìn được chỗ này rồi. Không có tiền là một cái điều vô cùng khỏe, chỉ cần có cơm ăn áo bặn là được rồi. Nhưng con người khi có phước nó lạ lắm. Người ta lo hết trơn cho mình vậy đó. Trời ơi sống 11 năm nay trong đạo đúng là có một cái cảm giác đặc biệt thiệt. Một năm trời chưa bao giờ cầm tiền mà mua một cái món đồ gì. Giết rồi là không có cầm tiền mua cái gì cả. Không có mua một cái gì hết trơn á. Tự người ta là mình thiếu cái gì người ta mua cho mình hết trơn. Nó hạnh phúc đừng có nói nữa. Quý vị nói bây giờ tôi phải cầm tiền tôi đi lựa đồ đi nhức đầu. Muốn bể não vậy đó. Vô cái sạp đồ lựa. Mấy bà đi lựa đồ không nhận không? À cái màu này á. Con nhỏ bán đồ này. Chị cái bộ đồ này mới ra này chị. Cái màu này đẹp đó chị coi coi. Trời bộ đồ này không có đẹp em ơi. Không có đẹp đâu. À, cái hàng này mới luôn chị, hàng mới luôn á, mới nhập khẩu gì luôn á chị á, là đến gặp lần đầu tiên cái mẫu này là chị bận ra ngoài là không đụng với ai nổi đâu. Cái mẫu này cũng tầm thường thôi em. Coi một chút rồi bắt đầu mắt nó đơ nha. Tự nhiên bóc nhà bộ đồ xấu quắc đem về nhà, vì nó tham quá đi lựa tùm lum cái xếp đồ đó chứ. Phải chi mà nó bước vô nó nhìn cái góc độ là mình đã chọn cái gì là mình đã suy nghĩ trong tâm trước rồi. Đến cái là ngay cái màu đó lụm đem về mua gì có thể nó còn góc độ còn đặc biệt. Con vô nó lựa chút lựa cái xấu quắc à. Có nhiều bà hồi xưa gái á. Ôi ơi ai đi đến coi cũng chê thằng này cao quá mà ốm. Thằng này mập quá lùn. Vậy thì góc độ của em chọn là sao? Ảnh phải cao bự con tướng tá đầy đặn. Nó chọn gì đâu mà kinh khủng cái gì. Nó chọn cuối cùng lụm nhầm cái thằng si cầu que lùng beo xẹp lép. Không? Cuối cùng đúng là gọi là bỏ vô dưa nắm vô dừa. Không? Từ nơi đó nó chọn chứ. Nó chọn tàu lao bác sĩ không à. Giống như đi học Phật Pháp mà lụm tùm lum tùm la đi đâu cũng vậy. Giống như mình là người đa văn vậy đó không. Đi đâu cũng muốn học chứ học. Vậy mà cuối cùng không ra cái thứ gì chứ. Vì sao cái gì cũng lụm lặt bỏ vào thành tạp tại không hành. Người nó chỉ cần có một hướng chuẩn thì nó thành công liền à. Duyên nó đến thì nó đến thôi. Ví dụ như có những gái trẻ ngồi đây nè. Cái duyên cái thằng này đời này chồng của mình này chạy chờ cũng khỏi nắng nữa. Cái duyên nó là đời này nó chồng mình là nó sẽ là chồng mình à. Đừng có suy nghĩ rằng à, chồng tôi phải như thế này. Anh phải cao ráo à, anh phải có lịch sự. Anh phải có đạo đức. Anh phải có duyên sao à, không có được hô. Tương ta phải đô con. Bụng phải nhỏ không được bụng to. Trời ơi chứ suy nghĩ tùm lum tùm la. Nó làm cho mình vọng tưởng không bằng mình có đạo đức. Mình niệm Phật đi. Tự nhiên cái phước duyên thì phước duyên nó chiêu cảm đến thôi.
Đó là cái duyên đời này là thằng đó nó là chồng mình, dù nó ở phương trời nó cũng đến làm chồng mình à. Vậy thì tâm bình khí hòa rồi. Còn nếu đời này mà mình không có chồng, dù có muốn cỡ nào nó cũng không có chồng. Quý vị thấy có những bà đâu có chồng đâu, cả đời đâu có chồng đâu, mà khó chằn ai vậy đó. Bà không có chồng bà khó chằn ai. Có nhiều bà ở giá bà khó ác đạn, kỳ cục. Có nhiều người hỏi như Đức nói tại sao ở giá mà khó dữ vậy thầy. Như Đức nói ở giá gì bà thiếu thốn nên bà khó. Chứ đâu phải là không muốn, mà là do gì nó không có duyên nên không có. Cũng muốn dữ lắm nhưng mà không ai thèm. Từ nơi đó mà nó lại nhìn người ta là bà này bà có, người này người kia, rồi lại nói người ta cái này kia là con người đàn bà nó không có gọi là cái đạo đức nên như vậy như vậy. Chứ thật sự mình cũng muốn chết luôn mà không ai thèm mình. Nên nó gọi là chứ đâu phải là cái người mà nó, người ta không muốn có chồng mà người ta khó. Người ta không muốn có chồng là người ta cảm thấy rằng là cái cuộc đời này khổ đau, người ta không có cái duyên gì hết, người ta tùy duyên nên người ta dễ tính. Còn mấy bà đàn bà giá là do gì muốn có mà nó không có, ấm ức trong lòng nó khó. Chỗ nói cái này mà bà nào ở giá chắc cũng tức chồng thầy nè. Nói ngay tôi dữ trời. Không, không, kiểm lại cái tâm kỹ đi. Chứ đừng có hay ho gì, nói mình là người ngon lành gì, không phải. Là do mình không có thôi. Thèm khát chết được luôn mà do nó không có. Nên tức tối, ấm ức, nên khó tính. Nên nhìn ai mà gọi là con cháu mà nó quen ai mà con trai tính chọc đồ. Mày nghe không có được vậy, nghe không được vậy nghe. Tại vì sao? Vì bà khô cằn như sỏi đá nên bà khó. Còn người ta ước ác là người ta được hết rồi, cái gì người ta cũng được rồi, nên người ta nói thôi buông xuống. Được hết trơn người mới buông xuống. Có những cô được hết trơn mà còn chưa chịu buông nữa. Trời ơi, có những cô mà ba bốn đời luôn mà còn chưa buông được nữa đó. Nó vẫn là muốn tìm cái mớ. Mớ đâu mà mơ. Nó có gì đâu mà mơ. Thấy không? À, phải chi thằng thứ nhất thì hai con mắt, thằng thứ hai là bốn con mắt, thằng thứ ba là sáu con mắt, thằng thứ tư là tám con mắt. Trong cái bốn nó có cái hai, trong cái tám nó có cái ba, thì mình cũng thấy nó còn lạ lạ cái gì để tao chọn thằng thứ ba có nó làm sao. Còn cái này thằng nào cũng hai một. Đúng không? Chứ có gì đâu mà khác. Chọn gì hiểu hết trơn rồi. Chỉ cần quan sát một thằng thì sẽ hiểu tất cả các thằng thôi. Thông một pháp thì thông các pháp thôi. Vậy đó là tự nhiên người đàn bà mình nhất định sẽ an phận thủ thường thôi. Không có sống núi này trong núi nọ. Sống với chồng mà nhìn chồng người ta. Sống với thằng chồng nhỏ con thì nhìn thằng chồng to con. Nhìn cái thằng bự con, không biết thằng bự con này sao. Nó là sao đâu. Nó làm vậy chứ làm sao. Cái nguyên lý của con người, dù nó có bự con cỡ nào đi chăng nữa, nó vẫn là nguyên lý như vậy. Nếu nó theo cái trạng thái của bự con đó, quý vị làm sao sống được. Vì công nhận không? Nghĩa là thí dụ như con người nhỏ nó sẽ là căn nhà trung bình. Còn nếu như con người nó quá to con thì căn nhà nó sẽ bự. Thí dụ như đất nước của thế giới cực lạc là nhà rất to vì người quá bự. Theo vị trí đó mà sống. Còn quý vị là người nhỏ thì cái duyên của trời xanh là nó phải là như vậy. Đừng có mong cầu, đừng có nghĩ ngợi lu bu. Đừng có tưởng tượng. Tưởng tượng là nó như vậy, là như vậy, nó sẽ khác. Không phải đâu, nó là một nguyên lý. Một nguyên lý thôi. Mà cái tình cảm của người đến với nhau mà cảm thấy rằng là nó cảm thấy không chán nhau, chỉ có cái là khi gặp nhau nó có lời nói. Khi giữa vợ và chồng nam và nữ gặp nhau, trước nhất có lời nói. Nói chuyện, nói những lời nói rất có đạo đức, thân mật, rất gần gũi và có lời nói đặc biệt. Khi ngồi với nhau và nói chuyện với nhau, ở bên nhau có những lời nói nó rất là có đạo đức. Từ nơi đó mà khi sống với nhau, tức khắc nó có cái hương vị của đôi vợ chồng này liền. Còn nếu như ba chớp ba sáng, chụp đại chụp càng, lãng quạng lu bu, không có lời nói gì, vậy thì sống với người đàn ông vậy nó chán, mà người đàn bà vậy nó cũng rất là chán. Quý vị, trong đạo pháp những Đức nói gì, quý vị nghe, quý vị mở rộng ra thêm về cái cuộc đời quý vị đó. Đây là những Đức kiểm nghiệm rất rõ ràng, vì những Đức đã từng trải cuộc đời dữ quá, nó rất là mau chán. Vì sao? Nó cứ là chưa nhai mà nuốt không hà vậy, nên nó chán vô cùng. Nó đâu có hưởng được cái hương vị của cái món ăn. Một cái món ăn nó phải từ tốn thì nó mới có cảm giác được. Còn nếu như một món ăn mà nó sổ sàng quá thì nó đâu có cảm giác của món ăn. Nó rất là dễ chán quý vị à. Nên con người đến với nhau đặc biệt nhất là nó phải có lời nói đến với nhau.
khi gần gũi với nhau nói chuyện đồ, một cái lời nói đạo đức, nhắc nhở nhau những cái nhân cách làm người, khuyên nhau những cái điều tốt đẹp, lúc đó là lúc có thể dạy nhau rất dễ nghe. Đó là vợ chồng có thể hạnh phúc đó quý vị. Chứ mình đừng có theo cái thờ thế này mà mình nhìn cái hình thức mình cứ là thay lòng đổi dạ, như là thua rồi. Mình là người nghe đạo rồi tức khắc con người mình chung thủy liền, nói chứ chung thủy gì, nó là một nguyên lý hết, một nguyên lý không khác. Nhớ nên nhẫn đi, tập nhẫn đi nghe. Có chồng được rồi, đừng có không nhẫn mà đòi hỏi mới lạ nghe. Còn các ông đừng có tiền giàu sang mà đổi bạn đổi vợ, đúng không? Mình con người mình giàu sang là nhờ cái phước. Mình không giữ cái phước mà đi phá cái phước mình thì mình sau này không có được cái gì nữa hết, mất hết, sạch nhách hết, nghe không? Nên có những người ta chụp nhiều tay cuối cùng không có cái gì trong tay nữa. Thà mình chụp được cái gì thì mình nắm cho chắc đi, vậy mà nó tồn tại đó quý vị. Nên người ta nói câu cũng hay á, một vợ nằm giường lèo, hai vợ nằm chèo quéo, ba vợ xuống chuồng heo mà nằm. Trời ơi, nó gặp nhiều ông nhiều vợ rồi, khổ te tôi đi xin ăn được không, đi bán giấy số được không, khổ nằm đầu đường xó chợ, không có đàn bà nào mà nó chăm lo. Tại vì sao? Vì nó canh nhau, nó ông lỡ bà ba đó bà nuôi đi, lỡ bà hai đó bà nuôi đi, tôi không có trách nhiệm đâu, ông đâu có chung thủy với tôi đâu, tôi có trách nhiệm. Nó đổ qua đổ lại, giống như quý vị tu nhiều pháp vậy đó, niệm nhiều Phật vậy đó. Thì Phật nó chắc niệm Phật đó, Phật đã đến rước rồi, Phật đã rước rồi, thôi ta nghỉ ngơi. Cuối cùng Phật nào cũng nói vậy chân, thì lúc cặn tự nghiệp quý vị, Phật nào tôi niệm Phật nào bây giờ, trời niệm Phật nào đây, tại vì nó đâu có phương hướng đâu. Bây giờ quý vị cứ nắm chắc một Phật A Di Đà, niệm tới cùng đi, Phật A Di Đà sẽ có trách nhiệm với quý vị liền à. Vì ngài nói rằng á, chúng sanh mười phương nghe danh hiệu ta, chí tâm tin ưa, chí tâm là một câu Phật hiệu niệm đến cùng. Tin ưa là thích thú niệm Phật một hướng chuẩn xác. Chỉ cần đến khi mệnh chung, chỉ cần một niệm đến mười niệm thì ta là Phật A Di Đà sẽ đến rước. Ngài đã hứa như vậy thì chúng ta cứ làm đúng, là chúng ta cứ niệm A Di Đà Phật đến cùng, ngài có trách nhiệm. Ngài đã hứa mà. Ta là Phật mà. Nó hứa mà lo gì? Những đứa hứa tặng áo, những đứa còn tặng áo nó không chi mà Phật. Trời ơi, kẻ phàm phu này nó lừa gạt lừa dối người ta mà có khi nó còn muốn giữ lời nè. Không chi là Phật là lời chân thật ngữ mà mình lo gì? Mình cứ tin ngay Phật đi, niệm Phật là có kết quả rồi. Niệm Phật tự nhiên nó hiền, niệm Phật tự nhiên nó lợi ích, niệm Phật tự nhiên nó an lạc, đây là xác thực rồi, gì mà lo nữa. Niệm Phật có tốn tiền đâu mà mình sợ mất mát. Không, cái làm ăn niệm Phật là nó đặc biệt. Nó cũng bỏ công bỏ của gì nhiều, đúng không? Đâu có bỏ của đâu sợ lộ. Đi đến đây niệm Phật đâu có lộ. Thấy chưa? Vậy mà nói còn nghi ngờ gì trời. Đức Phật ngài phát ra cái lời nguyện, người ta tu quá trời luôn, người ta phát một lời nguyện vậy mà còn nghi ngờ nữa. Đồ lao ghê luôn. Đúng là cái cuộc đời mình đụng cái gì cũng nghi hết chứ. Cái gì cũng nghi hết chứ ha. Nghi thành quen rồi. Ông này ông cười là mình cũng cười theo. Kỳ cục ghê luôn. Cái nhăn cười là mình cười theo. Thôi cũng được đi, đừng có làm cái nhăn khóc rồi được. Quý vị mà gần một con người mà nhăn nhó, nó nhăn theo quý vị. Ví dụ như quý vị lấy nhầm chồng hay vợ đi, nhăn tối ngày quý vị nhăn theo á. Ví dụ như quý vị gần một con người mà mỗi ngày cái mặt quý vị nhìn cái mặt đó quý vị làm theo á. Làm theo á, quý vị thử đi, hai người mà ngồi nói chuyện với nhau mà cái người này mà nói mà cái mặt làm nè. Cái tự nhiên cái người ngồi kế bên làm nè. Nó ngộ vậy đó quý vị. Chính những đức nè, có khi những đức nói mà cao vọng mà nói hơi cao lên, nó nói cái tiếng mà nó hùng hồn lên, cái có những người dưới ngồi làm gì nè. Người ta làm theo mà. Mà nếu những đức ở đây mà nói mà vui mà cười, người ta dưới người ta cười hết trơn à. Nó thấy chưa, nó rõ ràng không? Cái nhân cái quả nó phù hợp không? Nên mình mà lấy được một con người mà nó hài hòa, nó vui vẻ, nó an lạc là mình thấy mình có phước rồi đó. Chứ đừng có chơi nó lùng nó lé gì kệ, nó miễn nó có duyên là được rồi, đúng không? Có duyên là ngon rồi, đúng không? Sợ nhất là vô duyên á. Sợ nhất là đẹp mà nó không có duyên gì chứ. Nói chuyện thì nó bữa không à. Một cái câu nói mà nó bữa không à. Người ta kêu em, nó cũng là một tiếng em, nó em. Nó bữa vậy đó, chịu nổi không?
Khi kêu mình ăn, ăn đi. Mặt lúc nào cũng lạnh. Cái mặt lạnh đó. Giống như nhất là những người mà học hành đồ nhiều mà không thông á, đọc sách nhiều mà không thông á, tưởng nó mình là người 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 cao xa, phải không? Mặt lúc nào cũng lạnh. Hoặc là có chức phận gì một chút á, chi cho chờ, chi cho nó mệt đi chờ. Càng chức phận cao nào càng đơn giản nấy, càng đơn giản nấy thì sao người ta nói trời ơi, ông này có chức phận gần gũi ghê, dễ thương quá, đúng không? Có chức phận gì hoặc là mình được giàu sang tự mặt nghiêm, mặt nghiêm giống ai chứ? Người ta cười không cười, giờ có chức phận không có cười nữa, khổ ghê trời. Một nụ cười bằng 10 tháng thuốc bổ, sao không đi cười đi? Tự nhiên cái mặt nghiêm chi ạ? Nghiêm chi cho người ta sợ mình trời? Mà mình mà sống với người chồng mà mặt nghiêm, mình cũng bị khô khan nữa. Cái mặt ông nghiêm quá nên mình đâu có dám giỡn với ông, đâu có dám nói chuyện vui với ông đâu. Nói chuyện vui với ông bữa mình sao, đúng không? Từ lúc đó mà mình mặt mình với nó già luôn. Mà những cái người mặt nghiêm nó già lắm quý vị, nghiêm mặt già lắm, nghiêm. Thấy, thấy khó khăn rồi đúng không? Mình vừa đến nơi nào mà mình thấy chủ nhà thì chịu nổi không? Không chịu nổi đâu. Chào chú. Dạ con chào chú. Tao nghiêm lắm mày ơi. Thôi thôi, con chào chú con về nghe. Rồi xong hết duyên rồi đó, vậy đó không? Người ta chào mình về không hết duyên rồi đúng không? Chào chú, à con mới đến hả con? À, uống nước, ăn cơm gì chưa? Không thấy có duyên rồi đúng không? Chào chú. Chào chú. Thua, người ta đến một lần đố mà ta đến nhà quý vị nữa đó. À, bắt căng mà, ta không có đến nữa đâu quý vị à. Quý vị đến đây là do quý vị vui, từ trên tới dưới ai cũng niềm nở quý vị, quý vị mới đến đây đông gì đúng không? Nếu quý vị đi đến chỗ quý vị gặp ai cũng mặt lạnh chứ, quý vị đến đây làm chi à? Ngoài đời nó là lạnh quá, vô đây tôi tìm những hương vị sưởi ấm. Nhưng mà tôi vô đây tôi thấy còn lạnh hơn nữa. Thôi được rồi. Ôi ơi, có những ông thầy mặt lạnh ghê lắm quý vị ơi. Đi mà giống như là vô luật. Cái gì ghê vậy thầy? Thầy nghiêm túc giới lực không có chớp mắt coi. Vậy thầy đi ngang cái hầm có chớp mắt không? Thầy đi ngang cái cầu thì không chớp mắt thì té xong cái chùm liền. Đùa không? Trời, giới lực là giới lực. Còn cái, trong cái giới lực nó có một cái sự mà hòa nhã. Làm gì nghiêm như à? Cái người mà học giới càng học thì nó càng gần gũi. Nó mới là thông giới. Người học giới mà không thông nó thành khó chịu. Vì coi có những người học sách xưa khó chịu ác đạn. Ai mà dám đọc sách xưa? Ta càng đọc sách người ta phải học theo như đọc sách nhà Nho thì ngày Khổng Tử thì coi gần gũi vô cùng luôn, thông từ chỗ đó mà học thì học dễ tính như gì đâu. Phật dễ tính vô cùng luôn. Người ta hỏi Phật biết giữ châu không? Phật nói biết. Phật thấy bà già xỏ kim, Phật xỏ kim. Phật thấy người ta bệnh đau ai chăm, Phật đến chăm bệnh người ta, đi đem ta đi tắm giùm vậy nè. Thì thấy gần gũi chưa, là Phật á. Mình không ra gì hết trơn nó mới trở thành người khó khăn. Ai mà học Phật mà học ra khó khăn trời. Càng học Phật nó càng dễ tính. Dễ tính đi mình sẽ sống lâu. Dễ tính nó lâu già. Đó. Học nhẫn nhục. Câu thứ tư, học thấu hiểu. Học thấu hiểu. Thiếu thấu hiểu nhau sẽ nảy sinh những thị phi, tranh chấp, hiểu lầm. Mọi người nên thấu hiểu thông cảm lẫn nhau để giúp đỡ lẫn nhau. Không thông cảm lẫn nhau làm sao có thể hòa bình được. Bây giờ chúng ta sống với nhau mà chúng ta không hiểu nhau, chúng ta cũng rất dễ bị kích động lắm quý vị. Bị cái sự châm thọt mà mình không rõ ràng mà là mình tin dễ. Tại mình không thấu hiểu nhau. Thí dụ như vợ chồng sống mà không tin tưởng nhau, chỉ cần nghe người ta nói tầm bậy, vợ của mày tao thấy hôm qua đứng với thằng nào ngoài đường nói chuyện. Cái gì? Về đây tôi quýnh mà chặn như mày te tua luôn á. Đó là nó không thấu hiểu nhau. Nó rất dễ xảy ra nhiều vấn đề lu bu. Nên cái câu này mới nói là thiếu thấu hiểu nhau sẽ nảy sinh những thị phi tranh chấp hiểu lầm. Đó đang không? Thị phi tranh chấp hiểu lầm là do gì? Không hiểu nhau mà xảy ra vấn đề á quý vị. Nên mình là một người lãnh đạo, ai mà tâu cái gì mình phải rõ ràng từ tốn, chứ không có thể nào làm liền được. Vừa tâu cái mình muốn chảm người ta liền, cái này không ai dám sống với mình chứ ha.
mà cũng rất dễ bị kích động quý vị. Người ta thấy mình dễ kích động, người ta cứ theo đó mà người ta hại mình dễ. Nên mình là con người phải sống với nhau, phải có sự lòng tin và hiểu nhau mới được. Trong một đoàn thể như Đức cứ thường nói với các anh em, mình phải tin tưởng nhau. Vì mình cùng trên một chiếc thuyền bơi qua bên kia sông, mình không tin tưởng nhau làm sao mà ở trên chiếc thuyền này được, đúng không? Trong một gia đình phải tin tưởng nhau, dù cho người ta có gạt mình cũng tin tưởng nhau. Vì sao? Vì mình tin nhân quả. Tin nhân quả. Cuộc đời này không có gì mất mát đâu, đừng có sợ. Cuộc đời này không có gì thiệt thòi đâu quý vị, chỉ cần nghĩ không có gì mất mát, không có gì thiệt thòi và không có gì để chúng ta bị lấy hết trơn là gì, thì quý vị yên tâm rồi đó. Nhớ nghe, không có gì bị lấy mà cũng không có gì mất mát, cũng không có gì thiệt thòi hết trơn á, thì quý vị tức khắc tự tại liền, không nói cho nghe. Cái này là 100% những Đức đã kiểm nghiệm qua tất cả các cụ già những Đức nuôi. Những Đức đã thấy ra 80 năm cuộc đời, 90 năm cuộc đời, 100 năm cuộc đời, 50 năm cuộc đời, 40 năm cuộc đời, 30 năm cuộc đời, 20 năm cuộc đời cũng có chết nữa, 10 năm cũng có chết nữa. Chùa chúng ta cũng đã từng có con nít đến đây chết nữa. Ngày xưa trên kia những Đức thấy từ 10 cho đến 100, những Đức đã thấy là kiểm qua cuộc đời của người, những Đức thấy ô không có gì là chúng ta thiệt thòi và mất mát cả. Không có gì thiệt thòi mất mát hết trơn á. Nên có một đứa bé này á, nó bị cha ruột của nó hại cuộc đời, nó khổ đau, cái lương tâm nó kinh khủng. Nó nghe những Đức nói chuyện không có gì mất mát cả. Đã là trả nợ đàn ông là trả nợ đàn ông. Đã là đàn ông thì chúng ta không cần nói đàn ông gì hết trơn. Đã thiếu nợ là phải trả. Còn nếu như chúng ta ôm hận trong lòng, buồn khổ nặng nề, vậy thì cuộc đời chúng ta sẽ bị một cái, những cái vĩ vãng nó làm mình phải khổ đau hoài, ám ảnh hoài cả đời con người của mình. Cho cái xã hội bây giờ nói cái chuyện mà gọi là cha ruột hại con gái, ông nội ông ngoại mà hại cháu có không? Nhiều chứ. Chú mà hại cháu có không? Có. Hại con nít có. Từ nơi đó mà nó phải có Phật pháp nó giải tỏa được, nếu không là cả đời nó bị cái ám ảnh đó. Có khi cái đứa này thằng kinh nó bắn loạn luôn, có không? Bị. Nên chúng ta nói rằng đã là trả nợ là trả nợ. Chúng ta vay mượn tứ đại, trả cho tứ đại, như là của thiên trả địa gì đó. Có cái gì đâu mà mất mát. Của bữa nay tay mình, ngày mai tay người khác. Nhà mình đang ở là đang nhà mình. Mình bước ra khỏi nhà là không phải nhà mình. Của mình đang để trong túi là của mình. Của để trong ngân hàng không phải của mình. Phải nhớ đem của để trong ngân hàng không phải của mình nữa. Quý vị chỉ cần một sơ suất gì đó mà bị bỏ mạng, không phải của mình đâu. Của trong tay mình nè, như cái máy bấm số niệm Phật đang trong tay mình là của mình nè. Đây là mình có thể quyết định quay tới quay lui, mình quyết định nè. Còn cái máy niệm Phật này để ở chỗ khác cách xa chúng ta là không phải của mình nữa. Nó rất dễ vô thường, không còn cái của mình nữa đâu. Trời ơi, con người chúng ta mà một tay che chờ được sao? Chúng ta không biết đủ nên làm mình khổ đau nặng nề quý vị à. Nên nhớ nè, không có gì mất mát, không có gì thiệt thòi hết trơn á. Nó đều là nhân quả ba đời mà chiêu cảm đến. Nên Phật có nói muốn biết nhân đời trước xem quả báo đời này, muốn biết quả báo đời sau xem nhân đời này. Nhân quả ba đời câu thông, gieo nhân gì gặt quả báo nấy. Rất rõ ràng. Quý vị mà nghe như vậy rồi cái tâm bình khí hòa, con người nó không buồn khổ nữa. Con người mình khổ đau là mình nói mình thiệt thòi. Tôi nhiệt tình như vậy mà đối xử với tôi như vậy thiệt thòi. Tôi cho ra nhiều như vậy mà tại sao tôi không lấy lại thiệt thòi. Tôi giúp nhiều người mà tại sao người ta không trả ơn tôi thiệt thòi. Bạn đều là nói gì thiệt thòi nên bạn sanh phiền não. Không có thiệt thòi. Bạn trả nợ khi dư nhất định sẽ đến với bạn. Bạn làm điều thiện nhưng mà cái phước thiện chưa phát là do vì cái nghiệp chướng bạn tạo nhiều quá, nó chưa xong. Thì tiếp tục mà chân thật làm đi, đến một ngày nào nhất định khi nó đã quá giải rồi thì tức khắc là phước báo duyên nó đến ào ào, không nói chứ. Con người chúng ta do làm thiện mà có cái mong cầu, đi làm từ thiện muốn có danh, đi làm một chút muốn người ta biết. Chúng ta buông xả lắm mà buông nhỏ lấy lớn. Buông cái nhỏ lấy cái lớn, buông xả. Buông xả kiểu này chắc buông 1000 đời cũng không giảng sanh nữa. Tại vì buông nhỏ lấy lớn mà. Thí dụ như bây giờ đi làm từ thiện, đi quyên góp, nhưng mà bỏ ra một phần nào làm còn một phần giữ lại là buông nhỏ lấy lớn. Ví dụ như một thầy chùa ông đi làm từ thiện đi, ông quyên góp, ông kêu gọi Phật tử đi, ông bỏ ra một phần nào, ông phải nêu lên. Hoặc là như thế nào, nó có dư ở trong đó. Nếu mà quý vị làm như vậy gọi là buông nhỏ lấy lớn. Chúng ta đã làm là làm nhiệt tình, không cần thiết người ta biết gì hết trơn. Muốn làm là làm, không nói chân á. Đã làm là làm à, chân thật mà làm đi.
Mà con người nó đặc biệt là tâm bình khí hòa là nó không có tiền trong người gì cho nó khỏe quý vị. Như đủ sống nó không suy nghĩ vu vơ nghe. À, nhà Đức thấy chỗ này là thấy cái chỗ rõ ràng luôn á. Đó, nên con người chúng ta nói buông xả chứ thật sự buông nhỏ lấy lớn không à. Nó buông tép bắt tôm không à. Nó, có khi có những người biết tu, có khi cũng là đem đồ quảng cáo như là tặng, như gửi cho chùa chiền, nhưng thầy nói giùm con một câu để con kinh doanh được ngon lành. Nó là buông nhỏ muốn tìm lớn. Vậy làm sao mà công đức chàng, dù có phước đi chăng nữa cũng phước nhỏ xíu à. Tại vì cái tâm địa đó nó đâu có phước. Nên ở trong Phật môn mà làm mà tính toán là thật sự nó không có bao nhiêu chứ quý vị. Mà phần nhiều chúng ta đều làm là tính toán không à. Tính toán so đo từng chút không à quý vị. Nên chúng ta thật sự mà nói tu giải thoát, tâm ta không giải thoát. Nên con người phải có lòng tin và hiểu nhau mới được. Đến với nhau chân thật. Nên cuộc đời những đức á, không có gì mà phải bận tâm hết chứ. Ha, bên kia mắc cười, có một cái chú này vô chùa tu thời gian cũng lâu, đạo tràng bên kia. Con bé này nó vô chùa, bé nó mới có 15 tuổi. Bé nó vô chùa, cô nó dẫn vô chùa tu. Cô cũng muốn ở trong chùa, cho nó ở trong chùa nó tu á. Xong rồi nó ở trong chùa nó buồn quá. Nó không có gặp mấy cô trẻ, nó chơi chung nó hơi buồn. Xong rồi nó mới tâm sự với chú này. Tâm sự chú này là nó buồn quá. Chú này ổng dẫn nó lên trên cái khu mà mấy cô trẻ bên kia bên cho nó chơi chung. Cái giờ đó cũng 8 giờ tối. Cái đầu cháu bả đâu mất tiêu. Cái bả la sùm lên, bả nói là cái chú này dẫn cháu bả đi đâu mất tiêu. Nó bắt đầu đồn sùm hết trơn. Trong khi cái chú này là ổng giúp nhỏ này thôi. Nó quý vị coi cả trong chùa luôn mà nó cũng chuyện này chuyện kia lu bu lộn xộn. Nói quý vị thấy cái cõi đời này không? Nó đâu mà nó không lộn xộn lu bu trời. Con người chúng ta thường hiểu lầm nhau đủ thứ chuyện hết trơn á. Nó đủ thứ phải nói. Cái người càng nổi tiếng thì nó càng như thế nào, nó bị cái này kia càng nhiều lên. Nên chúng ta là hàng Phật tử á. Thí dụ như mình nghe ông thầy đó nói chuyện, người ta nói ông thầy đó này kia, nó trời ơi, nó mệt quá. Nó lo niệm Phật đi. Đừng có bận tâm với cái chuyện nó làm gì cho nó mệt. Nhất là ở trên mạng là nó nhiều thứ nhiều chuyện lắm. Nên quý vị coi những cái buổi nói chuyện những đứa là nó không có ý kiến ý cò, cắt hết trơn à. Là do gì vì nó cắt bớt cái nhiều chuyện. Nhiều chuyện dữ lắm. Nên từ nơi đó phải kinh nghiệm nghe không? Học Phật mới kinh nghiệm mới hiểu biết được. Chứ nếu không là nó bị cái thị phi làm phiền phức lắm quý vị. Thị phi đủ thứ chuyện hết trơn á. Đó. Nên con người chúng ta sống ở cõi đời này mới có thể sống ở trong cái nhân sinh con người. Có khi mà nghe đạo mà vẫn là chưa hành đạo mà chúng ta vẫn sống được, vẫn mỗi ngày vui vẻ không bị nó buộc ràng được. Đây là cả một vấn đề đó quý vị. Cả một vấn đề để sống mà. Quý vị coi nhà mình có mấy người thôi mà nó bao nhiêu chuyện giải quyết. Không chi là một gia đình mà trời ơi, hơn 300 người mỗi ngày. Hơn 300 người mỗi ngày mà nó có thể sống mỗi ngày bình yên gì, không có đơn giản đâu quý vị à. Là nhờ cái pháp niệm Phật mà được vậy đó. Nhờ niệm Phật mà đỡ nè. Cái miệng chúng ta mà chỉ cần không niệm Phật là cái miệng này muốn nói tầm bậy liền nè. Tâm này chỉ cần không nhớ Phật là tâm nghĩ tầm bậy và miệng nói tầm bậy liền. Nên dùng cái tâm nhớ Phật, cái miệng niệm Phật để nó không nghĩ tầm bậy và nói tầm bậy. Nên quý vị cố gắng siêng năng mà niệm Phật. Rồi tức khắc từ từ quý vị sẽ hiểu được rằng là con người mình mỗi ngày niệm Phật nó sẽ an lạc sao, nó sẽ có cảm giác nhưng phải lâu dài. Còn cái thị phi, thôi đừng có bận tâm nó cho nó mệt. Có những việc mình giúp người ta thì mình cứ nhiệt tình mình giúp. Còn mình bị mang tiếng mang tái kệ nó ăn thua gì đâu. Nên cuộc đời những đứa tu hành, những đứa không có nghĩ mình có tiếng tâm gì chứ, những đứa muốn cần cái chỗ này. Nên những đứa cái gì làm được tốt là những đứa làm, những đứa có sợ, không có bận tâm. Nó đủ duyên ngồi nói chuyện với ai là nói à, không nói chứ. Còn không đủ duyên không nói là thôi không nói à, chứ không nói dòng dõi. Nên mấy bà già trong chùa, trời ơi, đàn bà cũng nhiều chuyện ác đạn. Nhiều chuyện, đi tu cũng nhiều chuyện ghê. Không đơn giản đâu, nhưng mà cái tính của những đức giết nó hết nhiều chuyện được luôn. Những đức ở trong chùa mười mấy năm nay mà nói gì mang tiếng mang tay mà gọi là dưới phái nữ nó cũng dữ dằn lắm mà giết người ta hết nói được luôn quý vị. Tại vì sao? Vì nó chai mặt không mới nói được vậy chứ. Những đức không bị kích động nó nói đâu có được đâu. Nói gì nói đi, nói vài bữa hết nói à. Cái câu Phật hiệu hay nghe quý vị, câu Phật hiệu nó niệm hoài càng niệm càng an lạc. Nhưng mà cái thị phi quý vị, thị phi là phiền não lắm. Thị phi là nó nặng mình trước nên thị phi thời gian nó nghĩ thị phi liền. Cũng phải kiếm cơm ăn chứ không lẽ đi nói người ta hoài. Thấy không? Nên từ nơi đó kệ. Quý vị sống làm sao mà hiểu biết á, thì sẽ trên dư luận. Còn nếu không là bị dư luận nó đè vẹp quý vị, phiền não lắm á.
Trời ơi, người ta chỉ cần nói vài ba câu là kích động liền à. Hoặc là sợ, hoặc là giờ trời ơi, mình nhiều người biết tới bây giờ mà cái này mà không giải thích đây, nhiều người ta mắc tính tâm sao. Trời ơi, mắc tính tâm gì mệt quá. Bữa nay nó tính, ngày mai nó không tính, là sợ gì. Rồi mai mốt nó không tính, mai mốt nó tính lại. Quý vị cứ lo tu đi. Dù là nó mắc tính tâm gì kệ, quý vị cứ lo tiếp tục mà tu đi. Tu thời gian đó. Trời ơi, thầy này, hồi xưa mình nghe ổng vậy vậy mà bây giờ ổng vẫn tu bình thường, phải không? Thôi mình lợi mình nghe ổng nói chuyện nữa coi à, ngộ vậy đó. Bận tâm chi cái chuyện đó cho nó mệt đi chàng. Nên nó nhận đức mà nói, mà cái chuyện mà nói vu vơ đó nó khỏi miệng đi. Quan tâm chuyện thế gian này, cái gì mà danh gì lợi trời. Bữa nay người ta tin là duyên, ngày mai người ta không tin là hết duyên thôi. Đi giải thích chi cho nó mệt, càng giải thích càng lu bu. Cái khi cần việc giải thích thì giải thích, còn đừng có giải thích vòng vo. Nên trong chùa nè, sống nè, trời mấy trăm người này, đúng là luyện công đầy đủ. Luyện công đầy đủ. Đừng có nói mà trẻ gì, có những bà già 60-70 tuổi luôn. Bà già chát luôn, mấy thầy chừng hai mấy, 30 tuổi, ba mấy tuổi gì mà bà cũng yêu với thầy nữa. Viết thơ kịch liệt, cái chùa này có không? Có. Những đức đến, những đức gặp bà, những đức nói thông cảm cho bà. Tuy bà già nhưng tâm bà không có già, đúng không? Bà nói à, đúng. Thì coi, trời ơi, cái này là trong chùa người ta lãnh đạo đây, người ta biết hết trơn mà. Dù là già 70-80 tuổi mà vẫn tình cảm là tình cảm mà. Nên quý vị biết, phải hiểu biết cái cõi đời là cõi gì, cõi dục. Đó là cõi dục thì cái thân này là nó theo ngày tháng mà già. Còn cái tâm này đâu có già. Cái tâm là cái tâm là nó bình thường. Cái vọng tưởng là từ tâm phát ra, mà cái tâm này nó đâu có già. Cái thân nó già vì nó già mà còn già mà còn không nên nết tầm bậy. Không nên nết là quý vị mới nói là cái tâm không nên nết. Chứ nó là già là theo ngày tháng nó phải chết thôi. Còn cái tâm này không nên nết thì đời đời kiếp kiếp chúng ta trong lục đạo nè. Nên quý vị biết phải thông hiểu mới nuôi được người già, thông hiểu mới nuôi được con người á. Nó bao nhiêu chuyện mà ở trong đó mà thông hiểu mà tu á, chứ nó không có đơn giản đâu quý vị à. Trời ơi, người ta ở đây người ta coi chúng người ta biết mà. Nó, có những ông thầy mà ổng còn trẻ trẻ, buổi sáng ổng không tu, cái đi xuống cái có những bà già bà gặp, bà nói à, biết rồi đó nghe. Trời ơi, bà như con gái luôn, không khác bà già đâu. Không có nói bà già, bà như con gái. Bà ghen tuông lum chứ á. Có không? Đây cũng có mà. Vậy mà những đứa cứ bào mòn hoài. Bỏ cả thời gian 5-6 năm chờ nó bào mòn. Đúng là mưa lâu thấm đất. Nó mới được gì đó quý vị à. Chứ ngày lúc trước là thôi nó tùm lum tùm la hết trơn á. Chứ đừng có nói một ngôi chùa mà bị chủ trì không quan tâm. Trời ơi, ngôi chùa đó, cái chợ, chùa gì. Những đức nói đây là những đức lãnh đạo con người, những đức sâu sắc, những đức biết nè. Nó đủ chuyện xảy ra hết trơn á. Ôi xấu gì mà, những đức xấu gì mà còn được mấy bà già yêu mà. Trời ơi, có không có chứ. Có sao không có. Đúng là cái mặt này vô duyên, toàn là già yêu. Đố mà thấy cô trẻ nào yêu. Vô duyên thì thôi, cái duyên nó vậy rồi đúng không? Khi gặp mấy cái cơ vậy mình cũng nói chuyện thôi, cố gắng tu hành đi. Đời trước tôi cũng già yêu cô còn trẻ. Bây giờ người già yêu tôi. Đúng không? Nó thông tâm liền, quý vị coi thấy không? Vậy mà trong cái đó cứ là dạy, cứ dạy. Rồi nói cứ vô thường từ từ. Tức khắc nó dịu liền, nó dịu từ từ. Quý vị phải nhớ rằng, thí dụ như giờ quý vị là người ăn chay niệm Phật có lợi ích. Không phải là quý vị kêu gia đình mẹ, ba, chồng, con ăn chay. Không phải nói như vậy được. Mà quý vị chỉ cần đủ duyên, quý vị nói cái sự lợi ích của ăn chay của quý vị thôi. Cái sự vui của quý vị niệm Phật và sự ăn chay của quý vị là có lợi ích làm sao. Quý vị cứ làm đi. Rồi quý vị cứ nêu lên là mình ăn chay mình được lợi ích của mình thôi. Tự người ta sẽ có một cái cảm giác đó mà người ta nhìn nhận quý vị và người ta muốn học. Còn nếu quý vị áp đặt nó rằng ăn chay niệm Phật, người ta không phục. Chính quý vị nè, ăn chay niệm Phật phải ăn là làm sao nè. Rồi cái tấm gương này người ta sẽ muốn học quý vị à. Đừng có kêu bắt buộc chi. Nó muốn ăn mặn cái chuyện của nó. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không mà hơn 30 năm ngày xa gia đình, sau này gặp lại mẹ, mẹ của ngài còn ăn mặn. Ngài hỏi mẹ, mẹ có thèm ăn cái gì không? Bà nói thích ăn con cá nướng chiên vậy đó. Ngài nói được rồi, cho người cư sĩ ăn mặn, mua cá gì làm mặn cho mẹ ăn. Rồi xong là Thượng Tinh Không, ngài nói con ăn chay mấy chục năm nay, cái lợi ích ăn chay nó lợi ích lớn cho bản thân con khỏe, con niệm Phật con vui. Vậy đó mà bà mẹ bà chở về nhà, tức khắc bà phát tâm ăn chay trường luôn vậy đó.
Vậy thôi, cái sức mạnh của chính mình mà làm việc đó, vị thấy cái sức đột phá nó cao chưa? Còn chúng ta là ưa bắt buộc, khuyên người ta không nghe thì sân si, kêu người ta niệm Phật người ta không niệm thì khó chịu. Còn người chồng ăn mặn thì nói ừ ông ăn đi, ông ăn đi, rồi mai mốt nè ông đọa địa ngục cho mà thấy. Nói tầm bậy không, không? Nói cái chuyện đó người ta không phục mình đâu. Mình cứ lo ăn chay niệm Phật của mình đi, mình đừng có bắt ép gia đình chi. Tới đến lúc mà nó duyên đến, tức khắc nó thấy vị lợi ích là nó học theo. Rồi nó thấy vị niệm Phật vui an lạc, ăn chay khỏe mạnh thì nó làm theo. Rồi vị ăn chay niệm Phật của vị trẻ chung, họ hỏi mình mới nói là lúc mà ăn chay thì tâm tính nó không có sân hận, lúc niệm Phật thì tha thứ. Từ nơi đó mà thấy ăn chay niệm Phật vui, nơi con người thấy trẻ chung ra, thì người ta tự nhiên muốn học quý vị liền, thấy không? Đó, đó là cái chỗ lợi ích lớn đó quý vị. Thứ năm, học buông bỏ. Cuộc đời như một chiếc vali, lúc cần thì xách lên, không cần dùng nữa thì đặt nó xuống, lúc cần đặt xuống thì lại không đặt xuống. Giống như kéo một túi hành lý nặng nề, không tự tại chút nào cả. Năm tháng cuộc đời có hạn, nhận lỗi, tôn trọng, bao dung mới làm cho người ta chấp nhận mình. Biết buông bỏ thì mới tự tại được. Cuộc đời như một cái vali, cái thân này như một chiếc vali, cứ kéo đi, kéo kéo. Lúc còn trẻ thì kéo nhanh đúng không, càng ngày rồi kéo chậm lại. Những đức thấy bây giờ những đức 40 tuổi nó hơi giảm sức khỏe một chút quý vị, nó không được như cái lúc 30 tuổi đâu. Giảm lại đó. Nên từ nơi đó mà rõ ràng quý vị ơi, cuộc đời con người mình còn sức á, mình kéo nhanh quá với cuộc đời này. Cuối cùng đến cái tuổi già mình rồi, mình lết bánh, quý vị nhìn lại đi. Đây là bao nhiêu trăm bà già nè, một chiếc vali già, mấy trăm vali già kìa, nó lết, nó kéo ọt ẹt kìa quý vị. Kéo mà còn cái bánh này hư, cái bánh kia rụng kìa. Bánh này hư là gì? Quý vị coi mấy bà già Sikawe phải rụng không? Có những bà già đi mà cái cổ nghiêng qua bên đây, còn cái mông thì nghiêng qua bên đây. Trời ơi, có mà. Có những bà già trong chùa đó, cái đầu nó nghiêng hướng này, cái mông nó nghiêng hướng khác, đi mà nó ẹo bên gì. Những đứa hỏi ngày xưa bà con gái phải tướng này không? Bà nói không đâu thầy, con còn con gái mà con tướng này chắc con ở da quá, không phải tướng này đâu thầy ơi. Nó nên mấy đứa con gái trẻ trẻ nhớ này các con, cuộc đời con người của mình nó không phải tồn tại hoài vì cái sắc đẹp này đâu. Nên cuộc đời chúng ta nếu biết cái loài hoa này sớm nở chiều tàn thì chúng ta biết dung bồi khi còn trẻ. Dung bồi cái gì? Đạo đức làm người, đối với chữ hiếu với cha mẹ, đối với cái nhân cách làm người phải nhận thức được. Còn nếu như các bé gái mà các con không biết dung bồi thì cuộc đời các con cũng là như hoa sớm nở chiều tàn. Một loài hoa mà gọi là mình tặng không cho ông bướm vậy đó, khi nó hút hết hương nhị rồi nó tự vứt mình qua một bên này. Nếu mình biết sử dụng cái loài hoa này thì nó cũng tồn tại tương đối lắm. Phải khéo léo các con à. Chứ cái xã hội bây giờ chúng ta rất dễ bị nó lôi kéo. Nên từ đó mà mỗi một người chúng ta nên biết sử dụng khoảng thời gian của cuộc đời mình cho nó đúng nghĩa quý vị. Nó biết sử dụng khoảng thời gian này đúng nghĩa thì cuộc đời có ý nghĩa. Còn nếu không biết sử dụng cái khoảng thời gian đúng nghĩa thì cuộc đời chúng ta sống một đời vô nghĩa quý vị à. Rất là nhiều cụ già gặp những đức nói con ao ước gì, con còn trẻ còn khỏe như ngày xưa, con sẽ làm những điều thiện để phụ với thầy một tay, con sẽ phát tâm nuôi người già. Những đức nói bà còn trẻ ngày xưa ai rủ bà đi tu với bà quýnh người ta quá à. Sao mà bà chịu? Bây giờ bà già rồi bà mới nói câu này. Thôi câu này thì cũng được đi, để tôi lấy câu này tôi nhắc những người trẻ, đừng đợi tuổi già mà hối hận. Nhớ, đừng đợi tuổi già mà hối hận nha quý vị. Từ nơi đó mà những trưởng đoàn rồi dẫn người ta đi tu ý nghĩa đó quý vị. Những đức thấy cái việc làm quý vị dẫn người ta đi tu là ý nghĩa nhất của cuộc đời quý vị. Từ khi quý vị có chồng tới giờ và có con, nó còn chưa có ý nghĩa bằng là quý vị dẫn người ta đi tu. Nó không có ý nghĩa bằng dẫn người ta đi tu. Dẫn người ta đi tu mà mình cũng được đi tu. Mình dẫn người ta đi tìm đạo đức, mình cũng được hưởng đạo đức đó. Nên từ nơi đó cái ý nghĩa vô cùng là hướng dẫn người ta tu được, và mình có thể sống có đạo đức là ý nghĩa lớn nhất đó quý vị. Nó nên đừng có bị cái cõi đời này nó dẫn dắt mình mệt lắm. Sống đơn giản đi quý vị. Tết gần tới rồi đúng không? Có chuẩn bị mua đồ đạc gì chưa? Đi ăn Tết nó có định mua mấy bộ đồ gì chưa?
Hoặc là về khỏa thẻ với chồng đó, em tới hôm nay phải mua hai bộ đồ đó, cái xếp đồ đó em nhìn rồi đó nghe, anh chuẩn bị tiền đi nghe không. Không, bây giờ mình tu rồi thôi, đơn giản thôi. Nó, tại vì Tết đi chùa nhiều, đổi cái mốt thời gian mới lại đi. Mấy năm trước thì bạn quần jean áo thun hoặc là đầm này vip nọ, phải không? Thôi năm nay đổi lại đi, cái mốt đồ người tu đi. Mốt đồ người tu bây giờ vẫn có cái thời gian của người tu đó. Cái mốt đồ đó đi, bạn vô rồi quý vị sẽ thấy cái phong cách quý vị đặc sắc lắm. Nó càng kín đáo chừng nào thì nó càng toát lên một cái sức hấp dẫn cao độ chừng này. Quý vị nhớ nè, cái sức hấp dẫn cao độ của người phụ nữ là ngay chỗ nào? Là kín. Kín mới hấp dẫn, còn lộ không có hấp dẫn. Lộ là chỉ là nó giống như là một miếng thịt mà để trên cái dĩ nướng mà mình cần ăn, bỏ vào miệng nuốt vô bụng là xong. Còn cái kín là cái hấp dẫn là gì? Là cái hương vị mà mình cảm thấy rằng nó toát ra một cái đạo đức mà người ta cảm mến mình, nên nó có cái hương vị lâu. Còn cái mà ăn bỏ vào miệng, nó chỉ cần qua cuốn họng thôi là nó trở thành chất thải rồi, đúng không? Nên quý vị mà bạn đồ lả lồ mỏng manh là quý vị như miếng thịt nướng để trên dĩ cho người cần sử dụng liền. Nhớ đó. Nếu như quý vị muốn tồn tại lâu dài thì quý vị phải kín đáo, có phước mà có đạo đức nữa. Tại vì sao? Vì nhiều con người ngoài xã hội bạn đồ mỏng manh là áo dây, đồ đạc bạn đưa đùi, đưa mông cho người ta nhìn, đúng không? Mình phải bạn kín mông, kín vai lại hết. Nó mới là một cái hấp dẫn tồn tại mà người ta rất muốn tìm hiểu đến mình mà không đụng được. Từ nào đó nó mới hấp dẫn, thấy không? Còn cái gì cũng lộ đem ra sạch hết trơn rồi. Nên những đức nói bây giờ là tất cả các mẫu thời trang là do gì? Nó không có góc độ nhìn cặp mắt trí tuệ đó quý vị. Nó mới tạo ra những mẫu thời trang làm sao mà như chiếc áo nó bặn ngang, như cái ngực nó chắn ngang, nó đưa nửa cái ngực trên, nửa cái ngực dưới xuống, nửa cái ngực thì lộ ra ngoài, nửa cái ngực thì che lại, đến chi? Để hấp dẫn con người quý vị. Đó là gì? Là nó chiêu cảm ma quỷ. Nó chiêu cảm ma quỷ đi theo quý vị à. Hiểu không? Còn nếu cái góc độ của trí tuệ Phật Pháp thì nó làm cho người ta kín đáo hết. Để làm sao? Để nó tốt có một cái đạo đức và phước duyên. Mà chiêu cảm cái gì? Nó chiêu cảm những con người đạo đức để nhìn mình. Thí dụ như một người đàn ông nó rất thích về mỏng manh và lả lồ, đây là ma quỷ. Nếu như một người đàn ông mà nó thích một người đàn bà kín đáo đàng hoàng, đây là tâm giác ngộ của Phật Đà. Nhìn nhận rồi tự nhiên quý vị sẽ biết chiêu cảm là đạo đức hay chiêu cảm quỷ ma, thì quý vị tự chọn đi. Nó, nếu như bằng đồ lả lồ là chiêu cảm quỷ ma, quỷ ma gùi mũi kiến gián. Nó, đi đến chùa mình bằng đồ mỏng manh đi, khỏi cần nói gì cái chuyện xa lạ, nói mấy cái con mọt chùa mình nó đục thôi cũng lòi gục luôn nữa. Quý vị biết đó. Đến đây, bạn áo dây đến đây, mọt nó bu nó cắn quý vị cho mà biết. Nó, thứ bảy chủ nhật rồi đi đến đây buổi tối thử đi, mọt nó bay sùm hết trơn. Nó thấy con nhỏ nào mà vô chùa bận đồ mỏng manh, bận riếp, bận đầm, rồi nó bay theo nó bu, trời ơi nó bu. Chạy về nhà sớm luôn, thấy không? Thì biết là còn ngoài đời thì quý vị chỉ cần bọn đồ mỏng manh đi bước ra ngoài đường thôi, thì bao nhiêu người đàn ông mà lòi cái tâm quỷ ma nó làm nè, nó cái chấp lưỡi như vậy đó, thì trong tâm nó nào là nó ao ước nè, chọn nhỏ này mà mình mà qua đêm hoặc là mình được nó này kia đồ, trời ước gì mà được, ước gì mà được, thì cái tâm đó là cái tâm của ma quỷ, nó trồng hạt giống ma quỷ thì đọa lạc trong tam đồ. Quý vị đi một vòng là quý vị chồng cho người ta là tam đồ ác đạo không, mà quý vị làm sao không đọa địa ngục? Quý vị gieo cho người ta cái nhân giải thoát thì quý vị giải thoát, quý vị làm cho người ta cái tâm đọa lạc thì quý vị đọa lạc à. Nó, có một cặp vợ chồng này đi đến gặp những đức, nói trời ơi thầy, con nghe thầy nói chuyện con mới thấy cái tội lỗi của con. Ngày xưa vợ chồng con là bán đĩa đen á thầy, đĩa đen á. Vợ chồng con bán một thời gian, hai vợ chồng con chia tay luôn, kỳ cục. Đúng rồi, coi phim ảnh tầm bậy, cuối cùng người ta tan nát gia đình thì vợ chồng này tan nát. Nó, ôi ơi, những đức nói cho quý vị biết, quý vị gieo cái nhân không phải cho người ta, quý vị sẽ chịu cái quả báo liền, không nói chứ. Nên người ta nói câu, ngày xưa quả báo thì lâu, đời nay quả báo một giây nhãn tiền gì nó mạt pháp rồi, nó cặn bã rồi. Nên quý vị tạo nghiệp là nó xuất phát rất là nhanh quý vị à. Nên làm thiện đi nó mới tồn tại, thiện nó sẽ tồn tại, như cái lưỡi tồn tại đúng không? Bây giờ chúng ta nói răng là ác, còn lưỡi là thiện đi.
cái răng là ác mà quý vị coi nó hung bạo ghê lắm. Có khi quý vị nhai cơm, quý vị nhai nhanh lẹo thì cắn nó, cắn lưỡi. Răng với lưỡi là cùng một hàm, vậy mà răng nở lòng cắn lưỡi hay sao? Có không? Có ai bị gọi là ăn cơm mà răng cắn lưỡi không? Mà quý vị tự nhiên cái tâm quý vị nó lại tào lao là tức răng. Tự nhiên cũng là một thể, ăn răng cắn vào lưỡi, tâm lại tức răng. Cái tâm nó nói không lẽ tao bẻ mày. Cái răng nó nói mày bẻ tao đi ai đau. Nó không, nó cùng là một thể mà quý vị. Rồi cuối cùng rồi ngày tháng đi qua khỏi cần bẻ nó cũng gãy thôi, răng nó gãy mà. Trong đây có nhiều người gãy răng không? Ai gãy răng đưa tay coi. Nên từ nơi đó rồi nó không có tồn tại, nó cứng mà không có tồn tại không? Nó thôi chúng ta cứ sống cho nó thoải mái nhẹ nhàng. Nó, trong cái cuộc đời này nhớ câu nè, không có thiệt thòi nghe không? Đừng bao giờ nói hai chữ thiệt thòi, không có thiệt thòi, không có lỗ. Nhân quả công bằng lắm. Nhân quả công bằng lắm nghe không? Đời này đẹp, đời này xấu, đời này giàu, đời này nghèo đều là nhân quả công bằng. Đừng có nói thiệt thòi trong đây nghe chưa? Nhớ đó. Thứ sáu, học cảm động. Nhìn thấy ưu điểm của người khác, chúng ta nên hoan hỷ, mừng vui cùng cho họ. Nhìn thấy điều không may của người khác nên cảm động. Cảm động là tâm thương yêu, tâm Bồ Tát, tâm Bồ Đề. Trong cuộc đời của tôi có rất nhiều câu chuyện, nhiều lời nói làm tôi cảm động, cho nên tôi cũng rất nỗ lực tìm cách làm cho người khác cảm động. Thí dụ giờ Nhân Đức nuôi người già, Nhân Đức cảm động đối với người già ấy, vì thấy rằng cái tuổi già mình sau này nó sẽ khổ đau lắm. Cái có một cái sức cảm động gì đó mà Nhân Đức đem cái này Nhân Đức nói ra như hồi sáng. Nhân Đức nói chuyện về bà cụ già mà qua 49 ngày rồi mà con không đến giải cốt. Cả cuộc đời của mẹ, của cha sanh mình nuôi mình khôn lớn. Bà già ở trong chùa, bà được niệm Phật, bà mắc, đi thiêu xong 49 ngày, đem hũ cốt rải ở ngoài biển. Tới ngày 49 mấy đứa con nói, thầy ơi mấy thầy giải giùm con đi, chúng con bận quá. Lúc này gia đình lu bu quá, bận quá, thôi mấy thầy đi giải giùm đi nghe. Những đức nhìn cái hũ cốt bà già, những đức nói rằng chỉ có một chút này thôi mà các con nó cũng nói bận với mình sao ta. Quý vị coi cuộc đời con người, quý vị thấy cả đời quý vị giành giật của cải vật chất, có giành giật không? Đi làm ăn mà quý vị có khi giành giật đó để mà đem tiền của về nuôi con đó. Vậy mà đến khi tuổi già vừa không nuôi mà chết rồi, mà chỉ cần bỏ một chút thời gian lên đi cùng với quý thầy ra ngoài biển giải hũ cốt, nó có một cái tình người một chút xíu thôi, vậy mà con bận, con không giải được, quý thầy giải giùm đi. Cho quý vị biết nha, có nhiều bà cụ ở đây mắc á, khi cái quan tài mấy đứa con trai không dám ghinh đó quý vị, không dám ghinh đó, kêu nó vô ghinh quan tài nó thầy ơi ghinh đâu, hỏi sao con, con sợ chết theo. Đúng không? Hư tình giả ý không quý vị? Những đức nói tao đi tu 11 năm, tao ghinh quan tài 11 năm này tao có chết đâu. Ghinh 11 năm bao nhiêu cái quan tài rồi, quá trời luôn. Những đức thì không có đưa cụ lên đài quả táng, nhưng bất cứ một cụ nào chết những đức cũng từng ghinh quan tài chứ. Đều có ghinh qua một lần cho các cụ đi lên trên chiếc xe đưa đến nơi lò thiêu. Đúng không? Đụng bao nhiêu cái quan tài rồi, gặp bao nhiêu người chết rồi, vẫn sống bình thường có gì đâu. Nên chúng ta đừng bao giờ nói gì cái chuyện người chết ngày giờ đó là chúng ta bị chết chùm này kia được, tầm bậy. Ông bà cha mẹ của mình sắp sửa mắt mình hộ niệm đàng hoàng, mắt xong mình lo cái chuyện chính nhất, đó là mình phải làm sao để giúp cái linh thức ông bà cha mẹ mà được giải thoát. Chứ bản thân của mình được cha mẹ ông bà sinh dưỡng nuôi khôn lớn, bây giờ ông bà cha mẹ chết chưa gì hết mình đã kêu thầy bà đến đi có ngày giờ, vì sợ cái ngày đó chôn mình sẽ bị xui rủi hoặc mình sẽ chết chùm. Quý vị chết chùm là chắc, xui rủi là chắc, vì cái tâm của quý vị là cái tâm xui rủi và chết chùm. Cái tâm mà đối đãi ông bà cha mẹ không có đạo đức, đó là cái tâm tổn phước, hiểu không? Mình phải vì ông bà cha mẹ thì mình mới là tưới tẩm cái gốc cây. Còn mình mà quên ơn bội nghĩa là mình đang đọn gốc, mà làm sao mình tồn tại được cành lá hoa quả quý vị? Cái cõi đời này chúng ta đang phong phú cuộc sống là cành lá hoa quả, mà muốn có cành lá hoa quả này phong phú thì cái gốc nó phải chắc,
Nó phải tưới tẩm cái gốc thì nó mới có thể hút được tinh hoa mà bổ dưỡng cho cành lá hoa quả, đúng không? Có người bây giờ là họ đoạn gốc mà họ muốn họ được cành lá hoa quả đầy đủ thì không được đâu quý vị, không được đâu. Phải nghe đạo đức mới được. Đối với ông bà cha mẹ chúng ta chỉ có hết lòng, mỗi năm đám giỗ chúng ta niệm Phật ăn chay làm thiện hồi hướng, lợi mình lợi người. Nó tất cả những việc lợi cho người là sẽ lợi cho mình à. Còn những việc mà muốn lợi cho mình sẽ hoàn toàn hại mình. Nên coi ngày giờ là nghĩ về cái hại mình thì là hại mình đó. Sợ hại mình là hại mình. Cứ nghĩ lợi cho ông bà, đừng nghĩ về mình thì tức khắc là lợi cho mình à. 100% là như vậy đó, phải nhớ đó. Thứ bảy, học sinh tồn. Để sinh tồn, chúng ta phải duy trì bảo vệ thân thể khỏe mạnh. Thân thể khỏe mạnh không những có lợi cho bản thân mà còn làm cho gia đình bè bạn yên tâm. Cho nên đó cũng là hành vi hiếu để với người thân. Bảy câu hay, mỗi câu rất hay quý vị. Nên vô chùa mình tu, những đức nói các cô các chú phải ăn uống cho nó đàng hoàng, vì những đức cho ăn mà. Ngủ nghe đàng hoàng, giờ giấc sống theo quy tắc, tức khắc mập mạp khỏe mạnh. Quý vị coi các cô chùa mình cơ thấy không? Đâu có phải mà ốm ho gầy mòn, cha mẹ vô nhìn thấy đau lòng sao? Người ta thường nói á, một câu mà người ngoài đời người ta không hiểu, người ta nói nè, đứa con nào đi tu người ta nói tội nghiệp nó ghê luôn, còn trẻ mà nhỏ đi tu tội nghiệp vô cùng. Người ta vô người ta thấy mình mập mạp khỏe mạnh, người ta đâu có dám nói câu này. Còn gặp mà vô mà thấy mình ốm ho, trời ơi, người ta nhìn ta nói đúng là thảm thiệt quý vị. Ăn chay nè, ăn chay nè, thức khuya dậy sớm nè, nên da bọc xương nè, ai mà dám tu theo, đúng không? Còn bây giờ quý vị coi mấy bà cụ trong chùa mình có mập mạp không mà, mặt trắng tươi à. Con cái vô thăm nhìn đức hỏi bà cụ bây giờ khỏe ở ngoài không? Trời ơi thầy ơi, bà bây giờ khỏe lắm rồi đó, con thấy mẹ con trẻ quá trời luôn. Ôi mẹ con sống vậy là con yên tâm rồi, bà khỏe rồi, thấy không? Còn nếu như mà quý vị tu tốt gì không biết mà nó săn xù ốm ho như con cò vậy thì thua rồi, quý vị đem Phật pháp gì giới thiệu cho người ta. Nên chúng ta ăn chay nhưng chúng ta ăn cho nó đàng hoàng, ăn đầy đủ. Tu là tu cái tâm này nè, chứ không phải cái chuyện ăn uống đó. Cái chuyện ăn uống thì ăn đúng giờ đúng giấc, ví dụ như khả năng ăn 100%, ăn 99.999%, đừng có qua 100%, được rồi. Chứ đừng có nói ăn 70, ăn 70 mà nó dối lương tâm mình, trong khi nó thèm quá mà. Được rồi, ăn ít lắm, chỉ có một chén thôi. Mà thấy người ta ăn thì một chén là được rồi. Nhưng mà trong tâm thì nó thèm khát. Trời trời sao mình sống sao nó không đúng cái lương tâm mình vậy chứ cái trời. Thấy không? Cái pháp tu này là có cái tu hành hoàn toàn nương vào tha lực, chứ đâu phải hoàn toàn tự lực để giải thoát đâu. Từ nơi đó không có cần phải ép sát mình gì hết trơn á, miễn làm sao trong cái cõi đời này quý vị ăn chay niệm Phật mà nó mập mạp khỏe mạnh là người ta thấy quý vị người ta muốn tu theo rồi đó. Còn thấy nó còi xương ốm nhơm ốm nhách, đầu tóc chơm bơm như thằng khùng vậy thì đâu mà người ta học theo đó quý vị à. Nếu như những đức học Phật mà càng ngày nó càng teo ngắt ốm nhơm nghèo nàn, không có cuộc sống gì chứ, gặp ai cũng xin tiền vậy làm sao những đức mạnh dạn nói chuyện với quý vị, thấy không? Những đức ít gì từ đi tu tới bây giờ nó lên được mười mấy ký, nó cũng nói ăn chay khỏe rồi, bây giờ nói chuyện càng ngày càng tỉnh táo, thấy không? Rồi con người nó không nặng nề gì cuộc sống thì mình những đức mới nói Phật pháp là vui, quý vị mới đi đến đây nghe. Chứ nếu như từng nào đi đến đây cũng nghe những đức nói thầy đang thiếu cái này nè, thầy chuẩn bị sửa cái nhà bếp lại mà tiền bạc nó đang thiếu thốn quá, thầy đang để một cái thùng ngoài trước mà cái thùng mà gom góp mà để mà phụ xây nhà bếp đó, cái các Phật tử bỏ giùm vô thầy được chút giùm thầy đi, đúng không? Gọi là thầy chuẩn bị xây cái tượng Bồ Tát Quán Thế Âm 40 thước, cái tượng 40 thước đồng trời, công đức vô lượng, công đức này lớn lắm, mỗi Phật tử bỏ giùm thầy một chút đi. Rồi xong cái đó là nói chung chung á nghe, còn gặp mà đến mà gặp mà ngồi xuống cái nói chuyện chút xíu, còn thầy nói với con nghe này nghe, thầy chuẩn bị xây pho tượng Bồ Tát Quán Thế Âm đó con,
cái duyên này không đơn giản đâu con à. Cái tượng này để đờ đó nghe không? Con coi quyên góp đi, con quyên góp đưa cho thầy để thầy xây nghe chứ. Cái này là cơ hội cho con đó, chứ thầy không có nói cho ai nghe đâu, thầy nói có mình con đó. Cái cô kia nói chào chào, vậy là cái duyên của con đến hả thầy? Ừ. Tiền bạc gom góp bao nhiêu năm nay để con lấy thêm số tiền của ông chồng ông giữ, con cúng cho thầy ghé. Cơ hội cúng dường, trời ơi. Ủa thầy nói con mình con nghe hả? Ồ, tại vì thầy biết con là con là Phật tử thuần thành nên thầy chỉ nói có một mình con. Cái cơ hội này con mà để vượt qua, con nhớ nghe, sanh không mang đến, chết không mang đi, thôi đưa cho thầy đi con. Thì coi đúng là nó khổ đau chưa. Cái kiểu này nó cúng thì cúng, mà gặp mà nó không cúng một lần nó mất dép luôn, nó trốn luôn quý vị, trốn luôn á. Ai mà dám đến đây trời. Thôi chúng ta làm gì được thì chúng ta tính đi, tính được làm được thì làm, còn không được thì đừng có miễn cưỡng, biết không? Đừng có miễn cưỡng chỉ cho nó mệt. Nó xây một cái móng để đó, cứ mỗi ngày ra nhìn cái móng, rồi xong cái đầu có cái móng rồi, cái Phật tử đến dẫn đi vòng vòng được cái móng không mà không có cái chùa. Có cái móng không mà thầy đau lòng lắm con ơi. Trong tâm tư thầy ước sao mà có ngôi chùa Phật tử về đây được có nơi che mưa che nắng để mà tu hành, vậy mà chỉ có cái móng không mà con à. Thầy ơi, cái đầu Phật tử người ta nặng lương tâm, người ta bây giờ thấy thầy nói tội nghiệp thầy quá, cuối cùng đem tiền dành dụm đem cúng. Cúng thời gian không có tiền, cái gia đình lộn xộn lu bu, trời trời, cúng dường chùa nhiều quá trời mà sao nhà lu bu hoài, nghỉ tu luôn, đúng không? Nên cái gì làm được thì khả năng mình nhắm làm được thì mình làm. Còn người ta cúng là tùy duyên thôi, đừng có nghĩ cái chuyện mà phương tiện này, phương tiện giết rồi nó liện chúng sanh ra ngoài thùng rác hết trơn luôn. Chúng sanh chúng ta là không đủ trí tuệ làm sao phương tiện quý vị, đúng không? Mấy vị thấy về đây tu thấy yên tâm chưa? Ngồi nãy giờ đau chân không? Trời ơi, nhờ nó đau chân nên nó yên tâm á, hiểu không? Sao kỹ thầy, sao đau chân mà yên tâm? Thì hỏi cái ông cười này, ông có đau chân không mà sao ông cười hoài à? Nếu mà ông đau khổ sao ông cười nhiều dữ quý vị? Tôi hỏi ông là ông ngoài đời ông có được cười như ngày Chủ nhật không? Nên tuần nào ông cũng đi đến đây ông cười chứ ha. Quý vị cũng được cười, quý vị thấy không? Tại vì cái lúc nó đau chân là nó không vọng tưởng. Lúc đau chân thì nó không nhớ giàu sang nghèo nàn. Lúc đau chân thì nó không nghĩ đẹp xấu. Nên tất cả những cái ngũ dục lục trần nó dẹp xuống thì tức khắc cái tâm nó định lại. Cái ngồi nghe ông thầy nói chuyện. Ngon gì nó định lại, còn khi mà nằm nghỉ sung sướng rồi đó, bắt đầu nó nghĩ để soi gương coi, để đang nghỉ ngơi mà. Soi gương coi không? Rồi bắt đầu là cái gương thiệt là to cái đứng nha. Trời, cái lúc mà nó đang sung sướng rồi nó vậy đó. Rồi bận một đồ mới vô bắt đầu là gì nghe, nhí nhảnh nghe. Thấy người mẫu rồi nó diễn tướng này tướng kia, bắt đầu là ẹo theo. Nó nên những đức nói là lúc quý vị đang vọng tưởng là do lúc sung sướng, còn cái lúc nó đang đau chân ngay chỗ này là lúc đó nó đang dẹp hết ngũ dục lục trần. Nó cũng quên cái gương mặt mình sao luôn mà đang nghe thầy giảng thôi. Tức khắc lúc này là định tâm để nghe pháp. Đó đàn chưa? Chụp ở đâu cũng ra vào pháp, nhưng quý vị thấy không? Mà nói nó đúng đúng ngay một số người luôn nha. Trời ơi, quý vị đi chùa quý vị thấy có cực gì sức dầu thơm được không? Không. Vì sao? Đến chùa sạch không có hôi. Vì đi vô chùa nó nghe niệm Phật nghe pháp nên nó không có cái trượt đổ ra, nên không cần sức dầu thơm mà người vẫn thơm. Trời ơi, còn quý vị đi đám cưới, tại sao đi đám cưới mà sức dầu thơm nhiều quý vị? Vì nơi đó là ngũ dục lục trần, cái nơi mà đang đào tạo ra những cái mầm mống khổ đau. Đúng không? Đám cưới là đúng là khổ đau quý vị. Đám cưới là khổ đau đấy quý vị, biết không? Đám cưới là hổ thẹn, người xưa nó hổ thẹn. Nên ngày xưa, thời xưa đám cưới là làm bằng đêm không à? Hổ thẹn. Đúng không? Đó là gây dựng như mầm mống khổ đau. Còn chúng ta bây giờ là do không hiểu biết nên đám cưới rình rang lên để mai mốt quýnh lộn, để xấu mặt xấu mày nhiều. Lo cho đông người đến để mai mốt chửi lộn, để cho nhiều người biết là vợ chồng này tan rã rồi. Thấy không? Thì coi coi đúng không?
Nên từ nơi đó đó mà quý vị thấy ông đi đám cưới nó trời ơi, nào là lựa bộ đồ, nào là dầu thơm, nó tha tùm lum người, tha đầu, tha mông, tha gì tứ tung cái gì sao gì trong đám cưới, nó hôi quá. Rượu chè, bia bọt, thịt thà đó, nó hôi quá. Nó phải sức dầu thơm để nó bán mùi. Nó đi vô chùa, ít ai sức dầu thơm lắm. Mới bị đi vô chùa, mới bị nghe ai sức dầu thơm là ta cũng sức một loại dầu thơm nhẹ lắm. Đúng không? Khi mà đi chơi hay đi đám cưới, đi ngoài đường đồ sức nhiều lắm nha. Sức rất là nhiều, nhưng mà đi vô chùa là chỉ nhẹ chút xíu thôi. Nhẹ thôi, nó bán một chút mùi thôi. Nhưng mà vì không sức vô đây nó cũng không hôi nữa. Tại vì sao? Vì cái hương thơm của Phật Pháp nó đã đánh tan những cái hôi hám kia rồi. Mà lúc này quý vị đang không có bị cái trượt nổi lên, nên tức khắc con người quý vị không hôi nữa. Con người mà hôi nhiều là gì? Là do gì? Trượt nặng quá. Một con người mà sân si nhiều thì mồ hôi rất hôi. Con người mà hôi nách mức cao độ là gì? Vì sân si quá. Trời ơi, ngày xưa những đứa sân si dữ lắm nha quý vị. Đứng gần người ta, ngồi gần người ta, không ai chịu nổi hết. Hôi nách kinh khủng luôn. Ông Kiệt nếu được quyền cười nha. Thì thấy không? Nên như Đức nói, trời, nói đến cái đoạn này mới ghê gớm đó. Trời, ngày xưa nghe vị như Đức ngồi nói chuyện gần bạn gái nói, anh có xúc miệng không? Hôi thúi quá. Hơn anh hôi quá, thúi quá. Như Đức nói xúc ba lần rồi đó em. Thôi nè, nè, cầm cây xương gơm nhai đi. Trời, nó thúi kinh khủng lắm quý vị, mà xúc miệng hoài mà nó vẫn thúi. Vậy mà bây giờ, dù cho một ngày đánh răng một lần một, mà vậy mà nói chuyện gần mấy chú hả hơn. Như Đức thử không? Thử mà hỏi nhà Đức hỏi mấy chú nữa thôi. Hồi hồi mấy chú nói không. Nhà nói trời trời sao kỳ vậy? Ngày xưa mà nhà Đức nói chuyện gần bạn gái mà xúc miệng ba lần ăn xương gươm quá trời luôn, mà sao nó thúi quá trời luôn, cái miệng thúi quá. Con nhỏ bạn gái ngồi gần nó mà nó nói em chịu đựng lắm á. Nó yêu anh mà em chịu đựng lắm. Trời chịu đựng với mình trời trời cái gớm vậy đó. Còn khi mà lâu lâu nghe tự nhiên mình vô công viên thành phố mà tự nhiên trời ơi mình muốn ôm nàng một cái, nàng nói em nín thở. Quý vị thấy cái thời ăn mặn trượt ác không? Trời, ăn mặn sát sanh, quý vị có tâm sân hận hôi, người nó hôi thối, bao nhiêu dầu thơm sức vô mà nó khét. Tại vì sao? Vì nó quá hôi thối nên dầu thơm nó bỏ vào nó thành mùi khét luôn. Giữa dầu thơm và cái chất mùi hôi nó kết hợp lại, nó không còn mùi dầu thơm nữa mà nó thành khét nồng. Trời ơi, cái mức này mà đến ghê gớm chịu không nổi luôn nha quý vị. Vậy thì quý vị muốn xả hết những cái mùi hôi này không? Niệm Phật, tâm quan hỷ ăn chay, tức khắc mồ hôi hết hôi, miệng đỡ hôi miệng. Vì cái hôi miệng là hơ, chứ không phải là răng, mà hơ. Hơ là từ túc nghiệp của cái tâm. Cái tâm mà con người này đã từng đọa lạc nhiều đời nhiều kiếp, nên cái túc nghiệp của tâm nó khoát ra cái hơ hôi hám. Cái hơ hám và mồ hôi này là do túc nghiệp. Muốn chuyển túc nghiệp thì phải niệm Phật, phải an lạc, phải vui vẻ, phải tha thứ. Tức khắc là nó giải tỏa được cái mồ hôi và hôi miệng liền. Chứ không phải là kem đánh răng loại này loại kia mà quá giải nổi đâu, không nổi đâu. Vì cái hơ mà, cái kem chỉ đánh bên ngoài, còn cái hơ là không thể nào mà dùng cái loại vật chất gì mà giải quyết được. Chỉ có cái tâm niệm Phật, cái công đức niệm Phật nó quá giải được. Và Thượng Tinh Không này cũng nói ngày hôi miệng mà, hôi nách mà niệm Phật hết đó quý vị. Những đức cũng vậy nè. Trời, lúc trước mà như Đức ngồi đây đố mấy ông ngồi chịu nổi á. Như Đức nó bảo đảm, những Đức mà như ngày xưa mà như Đức nói chuyện ở đây nghe là mấy ông ở dưới là chịu không nổi. Nó hôi đến mức vậy đó. Trời ơi, nó hôi dữ lắm quý vị ơi. Mà chính những Đức còn thấy mình hôi mà. Hôi ghê lắm. Trời ơi, ngày xưa mà quý vị biết mỗi lần mà đi cầu một cái, trời trời, mấy sao phân mình nó thúi dữ vậy thôi. Mà lúc mà ăn mặn, mà ăn nhậu, mà ăn thịt thả, vậy chỗ đi phân nó thúi kỳ cục lắm. Mà bây giờ những đứa đi phân, những đứa ngửi thửi, những đứa nói, phân bây giờ nó không thúi nghe. Thúi một chút rồi chứ không thúi nhiều. Ngộ ghê, ăn chay nó lạ ghê, cái này là xác thực nhất đó quý vị. Tùy quý vị nghe, những đứa cũng không kêu quý vị làm chuyện này đâu. Trong thời mạt pháp này, trong kiếp nạn khổ đau, trong thời đại này là chỉ có câu Phật hiệu mới giải quyết được. Nhớ đó. Từ nơi đó mà mình niệm Phật, chân thật mà niệm Phật thôi. Dù cho là cái đạo tràng nó hưng khởi hay sao này, nó không hưng khởi, hay dù sao này mình nghe ông thầy hướng dẫn mình, ổng có tai tiếng gì gì, mình không cần phải bận tâm đó. Mình cũng không cần thiết phải mắc tính tâm đối với Phật Pháp. Vì sao? Vì ổng cũng là phàm phu thôi.
Nó từ nơi đó mà cái cách hướng dẫn của những đức hướng dẫn quý vị nó không có tác dụng phụ. Nó không có tác dụng phụ và những đức cũng không có thăng gia nhiều. Nên sau này nó không có cái trở ngại cái việc mà khi quá thăng sau này nó quay lại nó nói xấu nhau. Hoặc là Phật tử cũng có gần gũi những đức nhiều, không có đi chung nhiều nên nó không quá thăng. Nếu mà đi chung nhiều, khi thăng thì nó đội trên đầu, khi không thăng nữa bắt đầu là nó đạp xuống chân, nó chửi mắng. Hoặc là nó đi đầu này nó kêu riêu, đi đầu kia kêu riêu. Hoặc là lúc mà thương thì cúng dường, trời ơi, nêu lên cái là cúng quá trời cúng, cái gì cũng cúng quá trời cúng. Khi không cúng nữa thì lúc đó đi kêu riêu rằng lúc đó tôi đi với ông thầy đó tôi cúng quá trời luôn, cái gì tôi cũng hỗ trợ. Đó, cái nhà đó tôi cắt đó, chánh điện tôi phụ đó. Đó, cái chỗ đó tôi hỗ trợ đó, thấy không? Bắt đầu không thương, bắt đầu đi kêu riêu, nghe không? Còn với những đức quý vị không có bị tác dụng phụ này. Vì những đức đâu có dính cái chuyện xây dựng đâu. Nên những đức hướng dẫn Phật Pháp là lấy lời người đi trước, những đức đọc nguyên văn để học tập, những đức được học, nên nó không bị tác dụng phụ này. Đây là cái kinh nghiệm học tập người đã đi qua, những đức đã rút kinh nghiệm đó quý vị. Nên quý vị coi chùa mình đông người nhưng nó không có tác dụng phụ về cái việc mà Phật tử gì chùa mà gọi là tôi là người đi lâu ngày ở đây, hoặc là tôi hỗ trợ chùa nhiều, đi về đây rồi hành hạ này kia, hoặc là cái gì không vừa bụng bắt đầu là mét vị chủ trì này nọ, không có nha. Chùa mình là nó không có cái chuyện này xảy ra gì. Những đức cũng đã kinh nghiệm cái việc mà hộ pháp mà đi về chùa mà giết từ từ rồi nó thành bà luôn. Giống như thành mẹ chủ trì luôn. Chỉ đạo không đơn giản, đây là kinh nghiệm. Nên chùa mình quý vị coi, nó không bao giờ nó có chuyện này xảy ra. Không có. Tại vì sao? Vì sống rất rõ ràng. Vì những đức cũng không có chi cầu tiền bạc dư dả, chi cho nó mất công mệt. Chỉ cần có cơm ăn áo bận, mỗi bà cụ bà niệm Phật bà có phước, vậy là ổn định. Đó là tất cả những cái gì mà những đức trong 11 năm nay mà gần gũi được mấy người những đức kinh nghiệm. Từ người trẻ tới người già đều kinh nghiệm hết. Đều có cái học hay xác thực trong cái cuộc sống luôn mà những đức áp dụng trong đạo tràng. Chứ những đức chưa đi đâu mà dòng do, đi đâu mà nói đi đến đây chỗ này chỗ nọ cầu học không có. Mà là đủ duyên gần người nào thì mặt trái mặt phải những đức đều nhìn được. Mà những đức cũng gần được những người tu nhiều năm không, nên kinh nghiệm nhiều. Từ nơi đó mà những đức lấy tất cả những cái kinh nghiệm đó để mà mình áp dụng trong cái cuộc sống cuộc đời mình tu. Nên những đức hướng dẫn với Phật tử là nó không có chuyện dính mắc. Tại vì sao? Vì những đức cũng không có cầu danh cầu tiếng. Luôn luôn nghĩ mình giống như là một con người mà may mắn gặp được Phật Pháp, nên người ta cùng nghe mình và để cùng học tập tu hành thôi. Chứ những đức không bao giờ có cái chuyện mà nghĩ rằng mình phát triển đạo tràng. Những đức không bao giờ có tâm này. Trước ngôi Tam Bảo, những đức nói 100% là những đức không có một cái tâm nguyện là phát triển đạo tràng rộng lớn, hoặc là tiếng tâm nổi bật và tiền bạc vật chất. Cái này là trước ngôi Tam Bảo 100%. Những đức càng ngày giống như đối với cái này nó quá nhạt nhẽo. Nó quá nhạt nhẽo gì, nhìn nó, biết nó là hư vô quá quý vị. Nó không có gì thật cả. Nay thương mai ghét, nay được mai mắc, lúc vinh, lúc nhục, lúc thì lên, lúc thì xuống. Nó cứ là quay vòng vòng mình ở trong cái thứ giả tạm này mà phiền não. Nên đó những đức hình như nó không có quan niệm chỗ này. Và những đứa con không có một cái cách gì gọi là mình mong đạo tràng này nó phải nổi bật rồi, tiếng tâm nó rực rỡ, không có gì. Chỉ là mỗi ngày phiên người ta niệm Phật để mình nhắc mình niệm Phật. Bây giờ chúng ta chắp tay hồi hướng này quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chủ nhật mà chúng ta cộng tu gì này, rồi nghe pháp niệm Phật, rồi được cúng đĩa thực phóng sanh. Những người mà tâm tư người ta buồn phiền bị bệnh mà nội tâm người ta thấy nặng nề rồi đó, người ta mà đi đến đây mà cộng tu chủ nhật, người ta nghe pháp niệm Phật với nó thông cái tâm. Thông cái tâm rồi tức khắc nếu mà cái thọ mạng nó còn là nó tiêu nghiệp hết bệnh. Hồi nãy những đứa gặp một cái chú ông bị bệnh mà vợ dẫn đến, hai chân ông sưng hết. Những đứa nói bây giờ ông về ông nghe lời những đứa, ông cố gắng niệm Phật, ông siêng năng, ông nhớ Phật niệm Phật đi, nếu thọ mạng còn tiêu nghiệp hết bệnh.
Còn nếu thọ mạng hết là nó đi rất nhẹ nhàng về cực lạc, nghe không? Nó nên quý vị mà thấy ai bệnh đau, tâm tư buồn phiền, gia đình người thân mình, cứ dẫn ta đến bắt cái ghế cho người ta ngồi vậy. Nhưng mà nhờ cái công đức phóng sanh niệm Phật rồi cúng niết thực rồi này kia rồi nè, rồi cái tâm tư người ta vui, nhiều người niệm vui, nó vui, nó làm cho con người kia hết buồn, ta có cảm giác rồi, có cái máy nghe pháp đang nghe nó đặc biệt. Cho nên chúng ta về đây tu tập, người sống được nhờ, người mất được lợi. Mình hồi hướng cho thân bằng quyến thuộc hay ai mang nghiệp phá thai, mà những ngày chủ nhật này mà mình cộng tu đông gì nè, quý vị nương vào cái đại chúng này, vì đem toàn thể công đức này nguyện hồi hướng cho những thai nhi, rồi về nhà mình cố gắng mình niệm Phật, mình ngồi đâu mình cũng niệm Phật. Nhớ cái nghiệp phá thai nó đáng sợ lắm nha. Nếu như chúng ta mà không gặp Pháp Môn Tịnh Độ này chắc chắn, và Thượng Tịnh Không thì nói đời này phải đọa lạc chắc chắn, không có thể nào thoát khỏi. Vì đây là cái tội giết người mà giết con mình, nghe không? Nó nên phải có cái công đức niệm Phật, mà niệm Phật mà chính mình cầu giảng sanh mà hướng người ta cầu giảng sanh. Hay là quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp đi theo mình, người ta được nghe cái công đức niệm Phật, người ta buông cái tâm hận thù, người ta muốn niệm Phật, người ta không hận thù, người ta muốn giảng sanh nên người ta không hận thù nữa. Đó là cái cách mà hóa giải nghiệp chướng đó quý vị. Mà cái hóa giải nghiệp chướng là từ cái tâm mình nó không nặng nề, không buồn phiền ai, không có khó chịu bực mình, nó giải được cái tâm này, gọi là hóa giải nghiệp chướng. Chứ đừng có đi tìm cái bên ngoài hóa giải nghiệp chướng, mà cái hóa giải nghiệp chướng là cái tâm của mình nè. Mỗi ngày mình sống không có nặng nề với giàu nghèo được mất nè, mình nhiệt tình nhưng mà được là cũng phước duyên, mà không được chúng ta cũng vui vẻ, đó là hóa giải nghiệp chướng đó nghe quý vị, hãy nhớ. Nên chúng ta nguyện đem toàn thể công đức này nguyện cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ và toàn thể đại chúng và gia quyến của quý vị, nguyện họ hưởng được những công đức này, mọi người đều có sức khỏe và biết niệm Phật, siêng năng tu hành, quyết chí đời này giảng sanh về thế giới cực lạc. Mà nhờ công đức niệm Phật này nên gia đình có khi nó hòa thuận, vì mọi người ai cũng có cái tâm nhịn nhau để sống nên nó hòa thuận. Và chúng ta nguyện đem công đức này nguyện cầu siêu cho củ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, anh chị em, hương linh thai nhi, vì nghiệp phá thai, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ, hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, nguyện cho tất cả quý vị đều được thừa hưởng những công đức này, đều phát bồ đề tâm niệm Phật để cầu sanh cực lạc, buông xuống cái tâm hận thù, không muốn đòi nợ gì nữa hết, không giận hờn hay muốn người ta phải khổ đau, mà bây giờ mình chỉ lo niệm Phật, nhất định Đức Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn mình về cực lạc, vì Ngài đã hứa tất cả chúng sanh mười phương nghe danh hiệu Ngài, chỉ cần chí tâm niệm danh hiệu Ngài và muốn về cực lạc, buông cái tâm hận thù, thì Ngài là Đức Phật A Di Đà nhất định sẽ tiếp dẫn chúng sanh đã về thế giới Tây Phương cực lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhờ đặng Phật tự chúng ngã kim tí nhờ cung biển thập phương nhất thiết Phật tự công, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo, như đặng ngộ tình chung ngã kim tí nhờ cung phương nhất thiết ngộ tình công, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự hộ tình giai cộng thành Phật đạo, như đặng cô hồn chúng ngã kim tây nhự cung biển tập phương nhất thiết cô hồn công, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự cô hồn giai cộng thành Phật đạo, án mộng lũng lăng ta bà ha, án mộng lũng lăng ta bà ha, ta bà ha, án ngã ngã nắng tam bà và biệt nhật ra hồng, án ngã ngã nắng tam bà và biệt nhật ra hồng, nắng tam bà và biệt nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát,
Nam mô Sa Sang Tam Bồ Tát Ma Ha Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong động vào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ô vị vô danh hộ danh vô vị ơi, thai nhi vị nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Đại Bi A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đệ Tử Đại Bi A Di Đà Phật. Liên tòa Tất Đại Chứng Minh, hôm nay đệ tử chúng con xuất gia cùng tại gia văn tập tại tu định hộ pháp phát bồ đề tâm, mô các loài chúng sanh này về phóng sanh, nguyện cho các vị giải thoát thân xúc sanh quy tam bảo, nhất tâm niệm Phật cầu vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, sớm mau thành Phật. Ở các loài chúng sanh ơi, các vị đã tạo các vọng nghiệp từ đời vô thủy kiếp đến nay, do thân miệng ý phát sanh ra cho em lời chân tâm bản tính, nên phải sanh tử luân hồi ra vào sông mê biển nghiệp. Đến hôm nay các vị có nhân duyên lành gặp Phật Pháp, được chư vị đồng tu mua các vị về để sám hối quy y, và cùng với các vị niệm Phật A-di-đà để cầu vãng sanh về thế giới cực lạc. Hôm nay các vị quy y Đức Phật A-di-đà được một pháp danh là Diệu Âm, khi vãng sanh về thế giới cực lạc đồng một danh hiệu là Diệu Âm Như Lai. Chúng ta bỏ tịnh tài không mua các loài chúng sanh này, đó là tài thí. Chúng ta sanh ở nơi nào cũng có của cải đầy đủ, và chúng ta quy y niệm Phật ở những chúng sanh này nghe, đó là pháp thí. Chúng ta sanh ở nơi nào cũng được trí tuệ thông minh, và chúng ta thả những chúng sanh này bay đi, đó là tu hạnh vô ý thí. Chúng ta sanh ở nơi nào cũng được sức khỏe và tuổi thọ kéo dài. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. À, chúng ta mỗi khi phóng sanh mà khi vỗ tay niệm Phật, thả chim hay thả cá rồi đó, chúng ta mang cái tâm quan nghĩ vui vẻ, niệm Phật lớn lên để chúng ta nhìn những con chim bay đi trong tâm tư thoải mái lắm nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh, lòng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật, xin mời quý vị xuống nhà ăn để dùng cơm nha.
Chúc quý vị ăn cơm ngon miệng. A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Phật.